Anh là Lôi Lạc hả? Dạ. Đọc nó chưa? Đại chiến sắp tới của Từ Hiển. Từ Bản. Cuộc đại chiến sắp tới của Từ Bản, các quân đã dốc toàn lạc. Toàn lực. Chữ này là chữ lực. Các quân đã dốc toàn lực. Trận đài phía Tây được trọng quân đã bị xâm chiếm. Thôi đi khỏi cần nữa. Mày là người Tiêu hả? Hải Phòng. Đến đây bao lâu? Một năm. Tại sao lạc quan sát? Còn ông? Tao hỏi mày. Vì ăn cơm mà. Năm 1949, Lỗi Lạc thi vào đường cảnh sát, thủ quân nửa năm tại đài huấn luyện. Lúc đó một trái táo trị giá một cắc, lương cảnh sát viên một tháng 110 đồng. Thúi quá. Ngày mai sau khi làm lễ, các bạn sẽ là những cảnh sát chính thức, sẽ được chính thức phái ra ngoài làm việc. Còn nhớ những điều tôi dạy các bạn hay không? Trọng trách của người cảnh sát là gì? Giữ trật tự cho xã hội. Cái trật tự của xã hội rất là phức tạp. Vậy các bạn dùng nguyên tắc gì để duy trì đây? Luật pháp của Hồng Kông là luật lệ của cảnh sát. Được, còn em? Trước tiên tôi sẽ bảo vệ lấy bản thân tôi, sau đó làm theo lệnh cấp trên. Nếu như cấp trên đang hối lộ kêu bạn đi thâu tiền, bạn sẽ làm gì? Tôi không nói. Còn em? Tôi sẽ thâu. Thật ra tất cả các nguyên tắc ở trên này đều là chết hết. Khi nào giao ở trong tay của mình, giờ mình chấp hành luật lệ lúc còn sống. Nếu các bạn đã làm cảnh sát viên gương mẫu, thứ nhất là phục tùng cấp trên, thứ hai hòa đồng quần chúng. Những người tự ái làm ra giải thanh cao, ngày tàn sẽ được phủ lá quốc kỳ. Bí quyết đã dạy hết cho các người rồi. Tôi là một huấn luyện viên, khi nào tôi cũng muốn học viên của tôi ra ngoài đời để kiếm ăn được hết. Tuy nhiên, sau này các bạn nếu có người nào làm giàu ở ngoài thì hãy trở về đây cảm ơn tôi. Như vậy thì tốt lắm. Tôi mua 2 cát bạc tứ trạng nguyên, 1 cát bạc đảm. 2 cát tứ trạng nguyên. Anh hai làm ăn khá không vậy? Ông cầm lấy đi. Khu vực này kiếm tiền nhiều nhất là ông Nguyên Đề này đây nè. Chào sếp, chào sếp. Tuy nhiên phần của ổng là do đàn anh mình đứng ra thầu. Tiền hay sao? Đâu có biết chứ. Bánh bò nóng hổi đi, bánh bò bánh tiêu nóng hổi đây nè. Mua vô. Rồi, kéo vô đây. Ông à, tôi đóng tiền đây. Đây nè. Mỗi ngày tôi đóng bao nhiêu đó đó. Để giao cho nó kìa. Tiền đây nè. Nè, bánh bò hôm nay ngon không? Ngon mà. Bao nhiêu ổ á, ổ này là ngon nhất đó.
À, tôi chỉ lấy vài miếng cho ông nhẹ một chút xíu thôi. Khỏi cảm ơn đi cho mệt. Tự nhiên đi. Nè, cầm lấy đi. Anh Sơn, đi lâu chắc mệt lắm, uống đỡ một chén cho nó khỏe nha. Làm gì mà bài bán dữ vậy kìa, biết điều một chút chứ. Không đủ hả? Làm thêm một miếng nữa đi. Thằng nhỏ bài bán ở đó biết không? Biết mà, biết mà. Nè, hãy nói nó giùm tao nha, mau kêu nó dẹp đi. Được, để tôi. Được rồi, mau mau tránh ra đi, tránh ra đi. Chánh ra đi, chánh ra đi. Làm cái gì vậy hả? Đuổi hết mấy bác tôi rồi. Trời ơi, thiệt là. Ây da. Đâu có đuổi gì đâu. Ngày nào tôi cũng dọn ở đây hết mà. Ờ, bà dọn ở đây hết sao thấy thu tiền thì đi mất tiêu vậy? Thằng này biết hả? Tôi chỉ bỏ đi tiểu qua chút xíu thôi. Làm gì dữ vậy hả? Ây da. Ừ, trả thì trả chứ làm gì dữ. Thông thường tôi ăn cái gì tôi trả tiền cái đó. Ây da, tiền gì vậy hả? Anh Sát lại lấy tiền con sợ quá à. Sợ cái gì mà sợ, ngày nào mình cũng trả tiền mà sợ cái gì. À, mà có gì vô ăn đi nha hả. Cảm ơn. Chính cùng, mày vào to rồi đó, có biết hay không? Trúng số hả? Hay là trúng đề, chưa gì nói vào to rồi. Mày biết cấp trên cho mày lên chức đó. Nói thì hay nói chơi vậy. Tao không có nói láo với mày đâu. Thật hả? Cấp trên cho mày đi tuần tra, biết khu vực nào không, chung với Nhân Đồng đó. À, Nhân Đồng hả? Ở chào to rồi nè, bữa ăn đi á tao trả. Ăn à, hôm nay tao bao hết á, bữa cứ ăn đi. Bữa nay tao bao hết mà, bao hết á. Kêu thoải mái đi, ăn đi. Bữa nay ăn nhậu một bữa cho đã đi. Ăn đi, mừng cho mày đó. Mừng cho mày đó, ha. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, tao trả tiền nè. Ê, bữa nay ăn cho no một chút đi. Bữa nay tôi làm việc với Nhân Đồng rồi đó. Khi nào mày gặp Nhân Đồng, nhận nó làm anh nuôi đi. Bởi vì mày giống nó lắm. Anh An à, tính tiền. Tội cõi anh An đãi mà. Khỏi đi, tôi có mà. Có người trả tiền cần gì móc túi cho mệt. Tôi không muốn cho trả tiền, thúi lắm. Tại sao em biết? Ừ. Ngày hôm nay tôi tuần với nó mà. Em là người Tiều Châu hả? Sao mà chú biết vậy? Người Tiều Châu giỏi nhất là cái chỗ cứng đầu. Đúng vậy không? Thằng Chính khủng đang phải tâm hồn rồi hay sao? Nó uống nhầm thuốc kích dâm. No rồi chưa? No rồi. Chú à, chê tiền của nó thúi hả? Không phải là tôi chê tiền nó thúi đâu, nhưng mà tôi chê con người nó thúi đó. Nè, khi nào mày muốn trà Tiều Châu thì xuống phòng tập dịch kiếm tôi ha. Thôi khỏi đi. Ừ, thì người đồng hương mà có sao đâu nào. Chú à, chú có xuống coi phòng kho hàng phía đông bị người ta phá rồi. Chú đi coi đi nha. Nè, hẹn ngày gặp lại nha. Được, được mà. Ê, qua bên kia một chút. Dạ. Chút nữa, chút nữa. Một chút nữa đi, một chút nữa đi. Dạ, dạ, dạ. Đừng có lấy nha, 1001 cây đó. Ra đây. Nè, cho em nè, chụp lấy. Ờ, vậy mà chụp không được nữa. Ba, cô ra ngoài chút nha. À, nhưng mà nhớ dậy cho sớm nha. Về khuya quá đó, trà không có mở cửa cho vô đâu. Không, con biết mà. Ây da, đánh cờ cái gì mà kỳ vậy chứ. Đánh rồi, đẩy xuống là phải đẩy luôn đi. Ây da, đợi chút đi. À, có người mua đồ kìa. Cảm ơn. Mẹ ơi, con ra ngoài nha. Ê. Nè. Cảm ơn. Hai vô đi, mua giò chả quẩy đi nha, mua đi. Mua đi mẹ. Nè. Đừng có sợ nữa mà. Họ không nhìn thấy nữa đâu á. Không thấy ai đâu. Ha. Anh có này tặng cho em nè. Nè, coi nè.
Ê, không lấy hả? Lấy đi, người ta nhìn thấy bây giờ đó. Nè. Anh thiệt sự không hiểu. Cái gì? Tới đây đi, anh nói cho em nghe. Có phải làm sợ cha của em không? Sao không nói cho ông biết tụi mình thương nhau chứ? Để ngày mai nói với ông mà anh xin cưới em nha. Đừng nha. Đừng hả? Được, anh hứa với em không làm vậy. Nhưng mà em hứa với anh việc nha. Việc gì? Cho anh hùng cái đi. Không được hả? Vậy nói với ba em. Nha. Nè, có nghĩa là gì chứ? Được hay là không được đây? Có nghĩa là đồng ý. Gì nữa? Phải rồi. Ghét anh quá. Chỉ còn giấy thượng hạng thôi. Tới 6 đồng 8 lần đó. Đi coi coi. Đêm tới đêm lùi à. Chỉ có 7 đồng 9 cắt thôi. Còn em bao nhiêu hả? Chỉ có 3 đồng 6 thôi. Thôi đừng đi coi nha. Không được đâu. Mình đi ra mua vé chợ đen đi nha. Đi đi. Trời ơi, rẻ rồi mà. Quán mắc quá trời luôn rồi, tôi mua đâu có nổi chứ. Rẻ rồi đó. Thôi không mua đâu, quán quá. Nè, cái gì? Bánh bò đâu hết rồi hả? Thằng bạn của mày đâu rồi hả? Chắc là nghỉ hết rồi. Vậy sao? Bây giờ ra đây kiếm thêm à? Có vé bán hả? Đúng vậy. Nè, phía sau bà đọc vé có được không hả? Được, 2 đồng 4 thôi. 2 đồng 4, vé gì vậy? Vé ngon đó, ngồi ngay giữa hàng thứ 3. Làm gì mà có cua bở gì chứ? Thấy ông bạn nó dắt đào đi chơi cho nên tính rẻ thôi mà. Tôi đừng có nói nhiều, vào trỏng coi đi. Gặp lại sau nha. Cái bóp của em. Cái đó. Mọi người đều biết tao. Tao là thằng bán vé chợ đen ở rạp Đồng Lạc, tên là thằng Mỡ Heo. Thằng Mỡ Heo? Thằng Mỡ Heo gì hả? Mày có quen không? Không biết. Nè nè, tao bỏ qua đi. Bây giờ không có ai có chuyện gì cả, tao bỏ qua đi hả? Mẹ kiếp mày. Sao vậy? Có sao hay không? Có sao không hả? Không sao. Anh không sao chứ? Không sao. Nè,
Đêm nay hết coi hát rồi hả? Thôi được rồi, ngày mai tới rạp tôi mời mấy người. À được. Mẹ kiếp, hơi dài như vậy không đi thổi bong bóng đi. Nè, tôi đi trước nha, tôi sợ nhất là mấy thằng cảnh sát này đó, tôi không thích đâu. Thôi được rồi, ngày mai gặp. Cảm ơn nha, cảm ơn. Đi nha. Anh kiếm cái gì vậy? Mất mặt Cẩm Thạch rồi. Ở đây nè. Cũng tại em, làm cho anh bị thương. Khờ quá đi. Em đừng tối ngày trách mình vậy mà. Anh tình nguyện làm vậy thôi. Cảm ơn. Cứ để cho anh đi. Nè cầm đi. Cái màu đẹp quá hả? Vì Cẩm Thạch này có câu chuyện đó. Ông nội của anh là tuổi thân, ông ấy có 12 người con. Đúng ngày cha của anh cũng là tuổi thân nữa, cho nên ông mới cho cha anh. Và cha của anh đưa Cẩm Thạch cho anh đeo đó. Ý, anh cũng tuổi thân vậy? Ừ, vì vậy cha anh mới đưa cho anh chứ. Lúc mà đưa cho anh, cha anh còn nói vậy nữa: nếu như anh tìm được người con gái nào mà anh thích thì cứ trao miếng ngọc này cho cô ta. Bây giờ anh trao cho em rồi đó. Hay là anh cất lại trước đi. Bộ em không thích hả? Nếu bây giờ anh trao cho em, tới lúc mà anh tới hỏi em, không lẽ xách hai bàn tay không tới gặp ba má em sao? Ừ, được rồi, vậy thì anh cất nha. Đặt vô đi. Cầm lấy 5 đồng uống cà phê chung với anh em đi. Cái gì? Tao mà chỉ lấy 5 đồng thôi à? Uống một chai là gì à, cũng chưa đủ nữa đó. Vậy muốn bao nhiêu đây? Ít nhất là phải 20 đồng. 20 đồng làm cái gì mà dữ vậy? Mẹ kiếp mày, chỉ có 5 đồng thôi, muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Cái gì? Mày tưởng tao lăng mày hay sao? Đủ rồi nha, nếu làm tới tôi sẽ chơi luôn đó. Nè, có chuyện gì vậy? Muốn chơi hả? Đem đồ chơi đây, chơi đi. Chơi đi. Này ông Đặng, xưa nay chúng tôi buôn bán đàng hoàng, tại sao bây giờ hốc hách như vậy? Mày nói cái gì? Nếu mà cao không xong thì chơi tới cùng, ngon lành thì hãy bỏ xuống đi, tao cũng dẹp cây luôn, chơi tay không nè. À, thôi đủ rồi mà. Mỗi người nhường một chút đi nha, mỗi người nhường một bước. Nè. Không muốn đưa hả? Nè, một câu nhịn là chín câu lạnh đó, bỏ qua đi. Hôm nay kiếm được 10 đồng, mỗi người một đồng 6. Phần này là của mày nè. Ê, được rồi, để tao lấy cho. Có đi. Hôm nay được như vậy thôi. Nè, được rồi. Nè, tiền này là của anh nè. Tôi không lấy số tiền này đâu. Ê, nó còn lấy kìa, mình chia nhiều chút càng sướng hả? Phải rồi, chia đi, chia đi, chia đi. Không cần nó, mình chia. Chia đi, chia đi. Đi thôi. Đi đi. Một mình làm sao đi tuần hả? Không có đợi mày đâu. Lo vụ này giùm tao. Yes sir. Chiếc cà ra đó tôi lượm ở ngoài đường mà. Lượm thật hả? Vậy sao? Tao đi đường lúc nào có ngó dưới đất mà. Tao đi mấy chục năm rồi, không thấy chiếc cà ra để lượm vậy. Nghe chưa mày? Các ông à, chiếc cà ra tôi lượm thiệt mà. Hãy tin tôi đi. Tôi lượm thiệt mà. Hãy tin tôi đi. Bị tụi nó cảnh cáo rồi phải không? Tao đạp cho mày nhận tội. Nhận chưa? Tao mày chết. Sao đáng hả? 1 năm. Người đã báo cáo tội gì? Đi tù có cướp.
lên xe ngủ gục, chửi thề cấp trên. Rõ ràng là giáng tội cho tôi. Chờ kiểu này đau thiệt. Cấp trên cho biết là trong vòng một năm mà tái phạm thì bị cắt chức. Nói rõ ràng rồi chưa? Chắc nó chưa rõ ràng đâu. Làm sao hả? Tôi chịu nhận, tôi chịu nhận. Vụ này giao cho anh. Ông bạn à, nếu chịu nhận tội sớm thì đâu có như vậy chứ. Nè, tôi biết điều cho anh ăn nửa thôi phở bò. Ăn đi rồi tôi lấy khẩu cung sao. Nghe đây, lần này tôi cứu anh, lần sau thì sao? Nếu đã leo lên con thuyền này rồi thì tại sao mà không bám vào đó? Trước sau gì cũng rơi xuống nước. Có ăn hay không đây? Đừng có phung phí như vậy nha. Làm cái gì đây, giống như là gãi ngứa vậy đó, mạnh tay một chút đi. Dạ. Đứng đó làm cái gì chứ? Tóm lại thì vô dụng rồi. Con Hà không gặp mặt mày đâu. Cháu và cô Hà thiệt tình thương nhau mà. Chú làm ơn cho cô Hà xuống đi mà. Mày đứng ở đây cũng vô dụng thôi. Nói về quê rồi. Cô ta đâu nói về quê đâu. Cũng đâu có cho phép nó đi chơi với mày đâu. Sự thật như thế nào? Tôi không muốn cãi với chú đâu. Chuyện này cô ta về. Chừng nào về không ăn thua với mày. Sao không ăn thua chứ? Ông chủ à, trời tối khuya lắm sao? Chờ tiếp đi. Con gái tao đã lộ lã cho mày, tao không có truy cứu mày. Chẳng lẽ mày muốn tao bắt dâu cho mày nữa hay sao? Làm nghề cảnh sát, trước sau gì cũng chết bất đắc kỳ tử. Tao cho mày biết đó. Ai nói với ông cảnh sát là những thằng tồi? Tôi không phải như nó đâu. Mày còn tồi hơn những thằng cảnh sát tồi đó nữa. Cái thằng cảnh sát tồi đó, nó biết kiếm tiền, còn mày không biết kiếm tiền, cho nên nghèo suốt đời. Muốn cưới con gái tao hả? Được, 50.000 mang tới đây. Nghĩa là khinh thường tôi chứ gì? Được rồi, tao cho mày thời gian 10 ngày. Nếu mày không có, tao cho mày thêm cơ hội nữa. Tao cho nó đi làm điếm, làm chừng vài năm, nó tàn tạ hư thối hết rồi, tao mới mang cho mày. 500 có không? Không có. 50 có không? Không có 50. Tao cho mày 5 đồng thôi. Cái đồ thằng tồi. Đừng có tưởng tôi kiếm không được tiền nha. Mày muốn đi xuống dưới à? Ngồi xuống đây. Mày là cái đồ con gái hư. Được rồi, ngày mai tao kêu tiếp lụ đưa mày đi về trển. Con à, bà má có thương con mới nói như vậy thôi. Làm người ngày đầu tiên hay sao? Không tiền thì đương nhiên bị người ta khinh khi. Đó là định luật xưa nay không bao giờ thay đổi. Đừng có chảy nước mắt nữa. Vậy mà cũng nói là làm cảnh sát. Tự sát thì đúng hơn. Tự sát đi thì đúng hơn. Đi tự sát là vừa. Sắp xếp gọn lại hồ sơ rồi giao cho cấp trên. Ok.
người ta khinh thường em không có 50 ngàn thì thí mạng đi kiếm. Chút nữa tao về đây, tao có thể thấy là chai rượu này không có giọt nào. Tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày còn bí xị. Tôi đặt cái số này 50 ngàn. Tránh ra. Anh Ráng. Ông bạn, chúng tôi làm ăn đàng hoàng, giới nào chúng tôi cũng đã chung đủ hết rồi. Ông đàng hoàng tôi cũng đàng hoàng mà. Tôi đặt 50 ngàn để mà mua tài đó. Chơi đi. Thủy. Dạ anh Ráng. Cho người anh em này một cái lì xì, kêu đàn em tiễn nó về nhà. Dạ được. Tôi đặt 50 ngàn mua tài đó, mở giùm tôi đi. Làm ơn mở giùm tôi đi mà. Nè, cầm lấy đi. Cái bàn này không có mở đâu. Nếu bàn này không mở tôi đưa bàn khác. Mới ra ngày của mày đặt bậy bạ hả? Chờ mày chết nè. Uống đi, uống đi, uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi. Mẹ kiếp, mày dám kiếm chuyện cái sòng bài của tao hả? Mày chết cho mày chết, chết chưa, chết chưa, chết chưa, chết chưa. Thôi được rồi, được rồi, chết 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 rồi. Mẹ kiếp mày, muốn lại chơi tụi tao sao? Mày không hỏi tao tao là cái thằng như thế nào? Tao mà giận lớn hả? Thằng nào tao cũng dám chơi hết. Mẹ kiếp. Khùng điên. Nè chú à, Rắn Điêu Điêu cho biết là có người định cầm súng tới phá sòng của nó. Bây giờ nó bị nằm dài đó. Tôi đi ngay. Hãy mang cái súng lại đây. Súng đây. Nó quăng cái súng lên bàn đòi lấy 50 ngàn đồng. Làm gì mà có chuyện đó phải không hả ông chú? Chú đừng trách tôi giật nó. Nếu mà từ nay thằng nào giống như nó cầm súng tới đây hả? Nếu rủi ro nó có chuyện gì, tôi làm sao gánh được chứ? Không lẽ tôi mở miệng ra để đòi tiền hay sao? Không phải đâu chú à. Tôi... Khỏi còn nói nhiều. Lần này tôi bỏ qua. Lần sau còn có chuyện này nữa thì lập tức báo cho tôi biết. Nếu không làm như vậy thì tôi sẽ để ý thật kỹ cái sòng bài này. Rõ chưa? Bây giờ tôi không có đủ số tiền đó. Không đủ hả? Không biết làm ăn cái gì hết. Nè ông chú à, có chuyện gì từ từ nói nha. Ông cho tôi 3 ngày thôi. Chính nó nói 3 ngày thôi. Ông bạn à, liệu hồn nha. Đi. Chú à. Mệt hả? Không, tôi không sao. Không ngờ là xảy ra chuyện vậy. Xin lỗi chú nha. Xin lỗi. Cây súng cảnh sát chỉ đáng giá 50 ngàn thôi sao? Là mất mặt. Thôi đi chú. Bình thường thì làm bộ, vì một người đàn bà hoàn toàn mất hết lý trí. Làm người gì kỳ vậy hả? Nhưng đó là người con gái mà tôi thương nhất. Nó còn trẻ. Cùng lắm là sau này kiếm 50 ngàn trả lại cho chú thôi. Không có biết ăn dụng, lấy gì đâu mà trả. Thôi đi đi. Nè.
già có con đường cứu má nghe hơn. Sao mà làm gì vậy? Khách khứa ngoài đông quá, ra tiếp khách đi. Coi chuyện giùm tôi chút đi mà. Thiệt tình là làm biếng à. Năm chục ngàn, ngày mai sẽ có. Đừng có lo hả. Qua bên chơi đi. Thôi đi, cờ bạc gì chứ. Khi nào thua qua cái xuống đến bàn, tôi mua cho. Cảm ơn chú nha. Anh Sầm. Xin chào. Chào, lâu quá không gặp. Bao nhiêu ký tên thì đại ca nữa. Hôm nay đến rõ tới đây vậy? Phải rồi, phải rồi. Chào nha. 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 Có chuyện gì vậy? Nhân đồng kìa. Kiếm kìa trong cái này. Quá mới gặp ông. Uống vài ly đi. Uống vài ly đi. Ông Nhan à, ông hãy nói đi. Bao lâu rồi ông không có mặt với em Út à? Không lẽ bận rộn chứ không có thời gian để chưa để em Út hay sao hả? Chịu thôi, hai tuần trước có mấy cái thằng dân số nó được phái tới khu vực của tôi làm ăn, tụi đã phá tiệm vàng và cướp đi hết mấy trăm lượng vàng của người ta đó, làm náo loạn thành phố này luôn. Ê, chơi vào bạn đi. À được rồi. Cái chuyện đó bây giờ ai mà không biết chứ, ai cũng nói tới đó rồi mà. Anh làm sao hả? Tôi trở đây làm cảnh sát trưởng, ông sẽ biết lập tức nói với tôi. Ông phải phá vụ án này trong 3 ngày đó. Nhan đồng tôi bộ bở hay sao? À, tiếp tục giùm tôi nghe. Tiếp tục. Cháu ngồi chơi đi nghe. Dạ được, dạ được. Đương nhiên rồi. Ông Nhan làm thám trưởng 3 năm mà đã nổi tiếng khắp nơi. Cả thành thám hôm cũng lánh qua một bên. Đâu cần phải 3 tháng chứ. Đương nhiên rồi. Cuối cùng tôi nói với đàn em, khi mình đã là nhân viên cảnh sát, lâu lâu cũng phải tạo phước cho nhân dân đó. Có phải không? Phải. Phải rồi. Vậy cho nên các đàn em của tôi đã cố gắng hết sức mình trong 3 ngày thôi. Nè, mỗi sáng này chúng tôi chỉ cho có 2 người tới cửa xá Trường Thành bắt hết mấy cái thằng dẫn số nó đem về bót rồi. Thật là hết nói nổi, rõ ràng là hết nói nổi. Tôi thật sự là phục ông sát đất luôn rồi đó. Phục sát đất không cộm gì hay sao? Ồ, thằng đó lúc nào mà cộm được, gặp nó là xui xẻo thôi. Chừng nào mới ngóc đầu lên trời nổi chứ. Nè, anh hai à. Cái gì? 3 ngày qua bận rộn không có thời gian đi tiểu phải không? Mệt mỏi thở không có ra hơi phải không hả? Mệt mỏi là chuyện đương nhiên rồi. Ông Nhan một khi đã hứa lời danh dự thì những đàn em như tụi mình đều nghe lời răm rắp mà. Cho dù chết đi nữa cũng nắm đầu mấy thằng kia về phải không? Phải không hả? Không biết ở trong vụ này ông Nhan cho mình bao nhiêu lượng vàng đây? Không biết còn gió nào thổi Nhan thám trưởng tới đây đó. Ngày hôm nay ông chú sinh nhật mời nhậu, tại sao lại quên tôi chứ? Con người của tôi rất có tình cảm, không bao giờ quên ông chú đây đâu. Nè nè nè, mọi người mới nhớ kỹ nha. Bây giờ ở đây tôi xin chúc cho ông sếp của tôi sống lâu trăm tuổi. Được. Càng dễ càng dài. Chính khung. Nè, mang quan quà qua đây cho chú xem đi. Nè, chút quà mọn thôi. Chiếc khánh vàng mới có 5 lượng thôi mà. Hy vọng ông chú sau này giống cũng như tôi, lên chức đều đều vậy nha. Cảm ơn nhiều. Chính khung. Dạ. Còn đứng đó làm cái gì chứ? Hãy đem cái khánh vàng này để với chú Thọ đi, để mọi người thấy rõ là tôi có lòng với ông chú đây. Hả? Ông Nhan à, đã đến đây rồi thì đánh vào bàn chung với nhau đi. Nè nè chú à, đi đi. Có dạy thì không có ngắn. Không có ngắn thì một con. Là sao đây? Suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ con cũng ra hết rồi. Còn những cái bài chưa ra cũng nằm dài luôn đó. Còn mộ của tôi cũng đủ ăn cắt người nữa. Trời ơi, ông Nhan đánh hay thiệt đó. Làm sao hả chú? Chưa lại con bài gì á, thì chú mở ra cho xem đi. Không ngờ chú đây cờ bạc càng ngày càng tệ đó nha. Ai nói làm chú đây tệ chứ? Chú à, bộ định chơi tôi sao? Chơi cái gì đâu, dằn mặt thôi mà.
gà lớn ăn gà bé, bài lớn ăn bài nhỏ, ăn rồi chung tiền mà. Ông Nhan, ông không biết hả? Nếu không biết đừng ngồi đây nha. Chừng nào mà tới anh lên tiếng. Ông Nhan không vừa ý hả? Vậy thôi chơi lại đi. Ông Nhan, mấy đàn em nó nói chơi, bàn này không có kể ha. Chơi lại đi. Sao bài hả? Sao bài chơi lại? Chính khu, hãy đền tiền cho ông chủ giùm tôi. Thằng kia, mày tên gì vậy? Anh tôi là Lôi Lạc. Mẹ kiếp, tao còn tưởng có thớ lắm chứ, nào ngờ là cánh gà. Thằng nô tài trong mấy thằng nô tài. Đi. Làm gì vậy hả? Chú à, làm gì có hơi quá đáng không? Không sao, không sao, không sao. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, mọi người cứ vui chơi thoải mái ha. Cứ việc chơi đi ha. Ê, ăn no uống đi ha. Không say không có về đâu nghe. Được. Đi đi. Chào đó. Đêm nay thiệt là quá đáng. Nhan đâu mà cũng dám làm mất lòng nữa. Thiệt là đồ ngu. Chẳng qua thằng vô danh tiểu tốt thôi mà. Sợ cái gì chứ? Cùng lắm nghỉ việc thôi. Người ta nói rồi, nhỏ không học mà lớn làm cảnh sát đó mà. Tại sao lại nói như vậy chứ? Em có biết là cầu Dương Lý ngoài đường lúc còn nhỏ làm gì ở trong sân banh hay không? Đâu có biết. Đi lượm banh đó. Em có biết là ngày xưa Lý Thái Tổ trước khi làm vua thì làm cái gì hay là không hả? Là Ngự Lâm Quân. Thì cũng như mấy cái thằng cảnh sát như tụi mình đây nè. Nhưng mà là coi giữ hoàng cung. Tất cả các hào hiệp ở trên đời, có người nào không trải qua giai đoạn vô danh tiểu tốt hay là không hả? Như vậy tương lai của tôi biết đâu chừng là làm trưởng cục cảnh sát. Được, như vậy mới là có chí khí chứ. Nhưng trưởng cục cảnh sát, để tôi nói thật cho em nghe nha. Chuyện gì? Là nói Nhan Đồng làm trưởng cục đó hả? Chú thì tin, còn em sao vậy chứ? Nhan Đồng tuy là gian xảo thiệt, nhưng mà nó có đầu óc. Tôi đâu có ngu đâu. Nó làm việc vừa độc vừa ác. Ý chí tôi cương quyết à, không bao giờ chịu thua đâu. Ê, một khi mà nó bắt tay, có khi phát hơn người. Tôi làm gì cũng có kế hoạch vậy, phải không? Chuyện gì? Nó còn biết thâu những cái này nè. Vừa thâu giỏi, vừa thâu nhiều như vậy mới được chứ. Có phải như vậy không hả? Nếu mà tôi tham cái này, phải tham đủ 100 triệu. Ông chú à, ông chú à. Cái gì? Thằng Lạc đâu? Nè, nhà mày bị cháy rồi đó. Hả? Năm 1951, Lạc Đông Đầu ở Cửu Long bị hỏa hoạn cháy hết 500 căn nhà gỗ, 20.000 người vô gia cư. Gia đình của Lôi Lạc may mắn thoát chết, nhưng cả gia đình người yêu hoàn toàn chung thân nơi biển lửa, vì chỉ có cô Hà không biết đi đâu. Sau đó được tin cô Hà được bà con đưa trở về Trung Quốc, Lôi Lạc tìm đủ mọi cách để hỏi thăm nhưng hoàn toàn không có tin tức.
Năm 1952, Lôi Lạc được thám trưởng Trần Thống đề đạt chuyển sang làm cảnh sát thường phục. Tiền lương mỗi tháng 160 đồng, lúc đó một tô hoành thánh giá chỉ khoảng 3 cắc. Mai mốt có gì Vũ anh em đi vũ trường đi. Nè, ngồi rung đùi chơi cũng có khu vực tốt mà ăn nữa mà. Dạ, sợ gì chứ. Được. Ê, chưa lạnh xuống sao hả? Ở đây nè. Cất kỹ làm cái gì? Như vậy là thấy ngầu lắm đó. Có giấy phép đàng hoàng sợ cái gì chứ? Rồi tới đây nè, ngon lắm đó, ăn đi. Ê, thôi đủ rồi. Mấy thỏa mới mời được thám trưởng đến đây ăn, muốn mời cũng không có được mà. Cứ tự nhiên nha. Hai người ăn không có hết đâu. Ê, sao mà sao quá vậy? Chú à, hôm nay, chú à, hôm nay thôi được cái này nè. À, cái này của em đây. Ừ, cảm ơn nha. Em làm cảnh sát chìm mấy tháng rồi đó hả? Có gặp mấy cái thằng trời đánh, mấy cái thằng lăng nhăng hay là mấy thằng ngang bướng gì hay là không? Ừ. Ừ. Chú à, nếu có thì sao chứ? Thôi dễ lắm. Em phải nhớ cho kỹ. Nếu mà gặp mấy cái thằng dữ hơn mình á, thì mình phải dữ hơn nó. Mấy cái thằng mà không sợ mình thì mình cho nó biết tay. Chú nói cho em biết cái điều này ha. Biện pháp duy nhất của em là phải đè nó. Đè đến chừng nào nó sợ mình thì mới thôi hả? Khi nào mà thấy em từ xa tới đó thì nhất định nó phải trốn đi chỗ khác. Tại sao không nói gì cả? Tôi nói anh cứ gật đầu hoài vậy hả? Phải làm được mới hay chứ. Chuyện gì mà vui vậy? Miếng cầm thạch bồ ngọt lắm hả? Không, bồ hôi không à, mặn lắm. Ê, ăn cơm rồi chưa? Rồi, cảm ơn. Ê, sao lạnh quá vậy? Anh Trắng à, làm sao, làm bộ gì nữa đây? Hả? Không có. Tới thầu tiện mà. Ờ, xin lỗi nha. Ông chú hả? Không có nói cho tôi nghe. Dạo này mấy thằng cảnh sát chữa lửa cũng thu tiền nữa. À, mày thấy không, mấy thằng quân ra đó cũng tới thu tiền nữa đó. Thằng nào thằng nấy tới đây cũng đòi thu tiền hết, không biết làm sao. Đừng chơi tôi mà. Làm chú kêu thâu tiền á, nếu thâu không được về khó nói chuyện lắm. Ê, đúng vậy rồi. Mày không tự quyết định được phải không? Mày muốn thâu tiền hả? Kêu ông chú tới đây nói chuyện với tao. Sao nữa? Còn đứng đây làm gì? Nhìn cái mặt của mày chắc chỉ muốn gạt vài ba chục bạc phải không? Chắc là muốn kiếm chút cháo chứ gì. Nè, đưa nó 20. Nè, anh Trắng, nó không nhận. Chị ít hả? Hả? Đòi 50 ngàn hả? Mày lấy gì mà đòi thâu tiền của tao? Mày chỉ là thằng cánh gà thôi. Có giỏi thì xách súng ra đi. Tao đưa mày 50 ngàn nè. Nè, bây giờ không phải là cánh gà nữa đâu. Cảnh sát bận thường phục đó, biết không hả? Hả? Cảnh sát tới rồi đó. Mở cửa. Mở cửa đi. Mau lên. À, xong rồi. Mình đi. Ai là keeper ở đây? Nè anh Sâm à, cho người lục xét đi. Được rồi. Lục xét kỹ càng nha.
Ai là Keeper? À, tôi đây, tôi đây. À, đứng dậy đi. À, đứng dậy đi. Đây, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Đứng dậy, đi ra ngoài đi. Đứng dậy. Ê, anh nè, cái đó của tôi đó. Tại sao biết tụi tôi tới còn để đèn ra hả? À, cảm ơn, cảm ơn. Đi mau lên đi, đi mau đi. Ê, hả? Sao mau cái gì? Làm Keeper đây à? Ê, xin vô đi, xin vô đi. Hút một đĩa đi. Được, cảm ơn. Lên danh sách gì mà nào vậy? Cũng mới thôi. Nè, quen hả? Ờ, quen. Giao cho anh đó. Cảm ơn, cảm ơn. À, phải rồi. Có cần tôi mang còng hay không? Biết người ta gài hả? Không, làm nghề này lâu lắm rồi. Tự nhiên đi. À, nói thì nói, không biết gọi anh là gì? Kêu Lôi Lạc đi. Anh Lạc hả? Anh Lạc khỏi cần nể mặt tôi. Tôi dám làm dám chịu mà. Tôi đây nổi tiếng chịu chơi chơi tới cùng đó. Thiệt hả? Thiệt mà. Nè, đúng theo nguyên tắc cảnh sát á, rắc vô rồi giật ba trận. Tôi biết. Còn phải thọt nữa đó. Thọt cái gì? Tôi chưa nghe nói. Đồ mới đó. Thật hả? Lẹ ra nhanh lên đi. Ờ. À. Ờ, cũng được. Đi đi. Hãy đợi tôi với. Mày không biết, mày không biết thì mày làm tàn cái gì? Nguyên cả khu đường Lão Phước là của tao. Còn những khu vực còn lại mày kiếm được bao nhiêu thì mày kiếm. Nhưng mà phải biết điều một chút xíu. Ra bao nhiêu thì thâu bấy nhiêu. Nếu mà có thằng nào ở dưới tay mày thâu bậy bạ thì mày là thằng chịu trách nhiệm đầu tiên. Lúc đó mày đừng nói là tao không nói trước. Được. Ông chủ, ông nói sao cũng được mà. Miễn ông vui vẻ là được rồi. Nè Sâm. Dạ. Mày đi nói rõ ràng cho mấy thằng cảnh sát chưa lửa biết là lúc mà nó muốn chen chân vào cái vụ này á thì tao sẽ đốt luôn nhà tụi nó, biết chưa? Dạ biết rồi ông chú. À, Sâm. Dạ. Thằng này là thằng nào? Thằng đó hả? Chú à, đây là Keeper của tiểu thuốc viện, cũng là bạn của tôi. Vậy thì em hãy lo đi. Được. Đi. Đi. Nói gì thì nói nha. Cha của anh là bán thịt heo hả? Đúng vậy. Nếu không thì tại sao tôi lại có tên cúng cơm đồng mỡ heo? Lúc tôi còn nhỏ mấy thằng láng giềng thích đặt tên cho tôi là như vậy đó. Nhưng mà cái tên cúng cơm là do mẹ tôi đặt cho tôi. À vậy à? Ờ. Mẹ tôi nói bữa cơm nào cũng lấy mỡ heo chăn cơm cho tôi ăn, cho nên tôi mới lớn con và mập như vậy đó. Nè, sau này có chuyện gì cần á thì tới tìm tôi đi ha. Đừng có làm cái nghề Keeper này nữa hả? Ăn cơm nhà nước cũng như hút xì ke. Hút riết không còn mùi vị gì cả. Giống như có vợ bên mình đó, cần gì phải bắn máy bay cho mệt chứ. Nè. Nè. Tôi nghĩ là ở đây đủ xài cho 1 tháng, tháng rưỡi đó. Cái gì đây anh Lạc? Cầm đi mà. Không được đâu. Quen nhau vậy đừng có nói nhiều nữa. Không được, không được, không được. Vậy lên lấy hồ sơ đi. Ây da. Cảm ơn anh nha. Mẹ kiếp nữa. Bây giờ lại chọc tức tao nữa. Coi thử cái bọn tao mày ăn được tao tới bao giờ. Mẹ kiếp. Đi. Anh Lạc, có thuốc không? Thuốc hả? Cảm ơn. Nghe nói dạo này mấy tụi quân phục thường dành ăn với thường phục các anh, có phải vậy không? Tôi vô tình nghe người ta nói như vậy mà thôi. Ai cũng vì tiền cả, chén cơm với nó thôi. Không phải là tụi nó phát tơ nha. Muốn kiếm tiền tại sao không kiếm mấy thằng đầu bự? Theo tôi nghĩ đó nha, muốn kiếm tiền cho nhiều á thì kiếm mấy thằng tay to đầu bự, đầu gọc á, làm một vố cho thật là ngon lành. Đâu có phải là dễ chứ. Anh Lạc. Ừ? 10 thằng ăn chơi, hết 9 thằng rưỡi là ma giáo, còn nửa thằng là đàng hoàng. Tại vì nó sợ sau này sanh con không có lộ đích. Ở trong cái giới này đâu đâu cũng có ma giáo cả. Anh phải suy nghĩ đó nha. Cây dự trữ, vừa thấy cảnh sát đi vào đó hả thì mới mang ra cho cá chân hút đó xài. Thì chị sao? Chứ gì nữa, nếu không làm sao có đủ tiền đưa cho mấy ông cảnh sát đây. Đừng để tôi bắt gặp nha. Nếu tôi bắt gặp hả, tôi nhất định hả bắt họ làm như tử tế đàng hoàng. Chuyện gì?
Coi được quá hả? Coi được quá ha. Anh coi được thôi chứ, người ta đâu có ai coi được đâu à. Anh thiệt là anh là tối ngày chỉ biết mơ mộng mà thôi. Muốn làm quen hả? Tôi về kéo đàn em tới đây dọt cho một trận rồi anh ra tay. Ê khỏi đi, chờ coi kìa. Không cần em anh đâu. Anh coi một bạc tay rồi kìa. Không phải rồi, nhỏ nó dữ quá ha. Nè, đá người ta một cái rồi bỏ đi, có làm lẫn hay không vậy? Tôi đi gọi điện thoại cho bạn trai của tôi. Chết à? Ai ơi. Con nhỏ đó ngang thiệt đó nha. Đúng rồi, tôi là gan à. Đừng có nói là tôi không báo cho biết trước nha. Nếu như các người chịu chơi thì hãy đợi một chút đi. Lát nữa sẽ có một màn cho mấy người coi. Tới giờ rồi đó. Tới giờ em phải hôn tụi anh mỗi người một cái. Nhảy với tụi anh vài điệu nhảy. Nếu mà một trong số các anh ở đây hả còn chưa có thỏa mãn hả? Làm sao đại ca? Hả? Thì đi với tụi anh. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Chơi đủ chưa hả? Mẹ kiếp mày đi vô khác chơi nha. Mày là cái thá gì? Làm cái gì ở đây đây? Làm phách với tao hả? Tao là bạn trai cổ được không? Bạn trai của mày á? Bạn trai á? Bạn trai. Nè, có sao không hả? Đừng có đánh ảnh, không phải anh đâu, là người kia kìa. Không phải, không phải là anh này, người nhà của mình mà, thằng kia kìa. Đi đi. Mấy cái thằng cao bồ kia dám hiếu của hai tao hả? Tụi mày là ai vậy? Mày hỏi tao là ai à? Mày dám hỏi tao là ai à? Khốn kia dám chửi tao hả? Không cho thằng nào thoát hết. Người mày đâu ra đi. Bộ đội ăn hay sao? Ra tay. À, làm cái gì vậy hả? À, cái con quỷ kia mày kêu người ta đánh tụi ta hả? Mày để con không có lợi đích chồng mày có vợ bé đó. Chết đi. Nè, hãy đánh cái thằng này cho tao. Đánh nó không còn một cái răng để ăn cháo. Ê, nếu như nó còn một cây răng, tao sẽ tính tội với mày. Đánh. Được rồi. Rồi nè. Nè. Không cần. Bộ muốn chúng ta vô à? Đứng yên. Tất cả đứng yên. Ngồi xuống. Hư. Dạ, đâu gọi điện thoại đi. Bác hết tụi nó về. À. Nè. Chuyện gì chứ? Anh nói anh là bạn trai của em, tại sao lại bắt hết người của em? Tôi nói lại. Hãy kêu đàn em đi hết đi. À, được rồi, chạy mau. Mình chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Nè, 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 chạy đi nè, thằng này đánh lộn mà. Đứng lại hết, đứng lại hết. Anh đánh lộn, đứng lại hết, anh đánh lộn. Chính là ông cảnh sát kia kêu họ đi đó mà. Thằng nào vậy? Ô đó. Tụi làm lỡ hay không vậy? Cảnh sát đã giành gái của tụi tao còn kêu cô Ly đánh tụi tao hả? Đúng rồi đó. Sao kỳ vậy? Cầm miệng mày. Nè, nè, anh nói. Cầm miệng đi. Nè anh nè, không có chuyện gì vậy hả? Tôi đâu có quen tụi nó chứ. Anh bạn, như vậy là điệu lắm. Mai mốt gặp nhau đi uống cà phê nha. Nè. Nè, tao nói cho mày biết nha. Ông già tao là thân hạ nhân sĩ đó, mày có dám đụng hay không? Tao không dám đụng mà. Bác hết tụi nó về. Bác về, đi về, đi về hết. Đi về, đi, đi, đi. Đi về đi. Ngon lành quá hả? Bắt luôn nhỏ này. Nè. Đi đi. 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 Hãy ký tên vô đây. Chúng tôi đâu có biết bạn trai của cô đó có súng đâu. Xin lỗi nha, anh Khôn đừng chơi nữa mà. Chúng tôi bị tụi nó đập như vậy, còn bị này nọ nữa. Tụi bay có đánh lại không?
Anh hai à, mấy chục thằng cu ly cầm cày đánh tụi tôi á, nếu tụi tôi không đánh lại tới giờ này chắc chết không biết chôn chỗ nào nữa, phải vậy không hả? Ngồi xuống. Tổn thất ở câu lạc bộ chúng tôi, người nào đền đi? Một chút sẽ giải quyết sau. Mấy thằng đánh người khác thì thả hết, còn mấy thằng bị đánh thì bị nhốt hết, có lầm lẫn hay không? Ừ, con nhỏ kia kìa, cũng chặn lắm đó. Nói cái gì cũng không chịu khai hết. Em có biết ông già của con nhỏ đó là ai hay không? Là cái thằng cá bạc. Cá bạc của Long Thành. Phải. Ta anh chị khét tiếng à? Đúng vậy. Sở cảnh sát. Cá bạc đó hả? Ờ, chính tôi. Ờ, biết rồi. À, cũng may là chưa làm gì. Ờ, được rồi. À, chuyện của anh, nếu giúp đỡ được thì tôi giúp đỡ. Nè, đứa con gái của anh thiệt là giống anh quá đi. Ờ, thôi thì như vậy đi ha. À, được rồi, không sao. Bạch Nguyệt Hằng Nga phải không? Hằng Nga trên mặt trăng nghe cũng hay lắm chứ hả? Nhưng mà... Hơi dữ một chút, ăn thua gì tới anh? Anh không muốn giả làm bạn trai của tôi, muốn thật sự làm bạn trai của tôi thì cua tôi đi. Tuy nhiên muốn cua tôi thì phải đợi tôi ra khỏi sở cảnh sát, khi nào tôi mới đi được. Tự nhiên. Nè, nói cho cô biết nha, bắt đầu tôi theo dõi cô đó. Nếu như anh không có súng thì đã nằm bệnh viện từ lâu rồi. Nếu như cô không phải là người của tay anh chị á, thì có nhiều người thương lắm đó. Bye bye. Chà, đẹp quá. Nhưng mà có cái hơi đen đó. Đẹp quá nhưng mà da hơi đen. Anh Thành à, thấy anh như vậy chắc anh kiếm được nhiều tiền lắm phải không? Ê, tiền chùa đó mà, tôi kiếm được tức là các anh cũng kiếm được đó. Tôi không thiếu phần các anh đâu. Nè, con nhỏ này mới à? Mới tới thôi, có vừa ý không? Nếu chịu chút nữa tôi kêu nó đi với các anh vài độ. Lạc à, đêm nay đi không? Thôi đi. Bộ đêm nay ăn chay hay sao? Đi với bạn gái à, có tình cảm mới được chứ. Hay à. Cho mà biết, tụi nó nói bong bóng, tức là những viên thuốc này đây. Nè, để tao móc cho tụi bay coi. Nè, gì đây hả? Chơi đi. À, thôi đi, tao không chơi đâu, tao không chơi. Chơi gì chứ? Đồ chết nhát. Con khác kìa. Đồ giống. Có xương sườn, không có ngực đừng có ra biểu diễn nha. Hey, về Nhật Bổn bơm ngực đi rồi tới đây biểu diễn. Cái thằng đó ngang tàng quá vậy? Khách quen hả? Thằng đó nhiều chuyện lắm. Để tôi bịt miệng nó lại quăng nó ngoài đường. Thôi đi, uống miếng rượu cho nó thông hơi đi. Mình cứ uống rượu đi. Thôi kệ đó. Trời ơi, quá đẹp quá. Người đẹp. Nè, lúc nãy hả, nghe em vũ sexy mình chưa có nhìn kỹ, bây giờ cho nhìn kỹ nha. Uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi nha. Nè, tiếp tục vậy nữa là cái chỗ này tan nát luôn đó. Nhưng kia em không biết uống rượu đâu. Không chịu đi hả? Không cần đi thì khỏi cần đi, ở chỗ này giải quyết cũng được. Đừng mà, uống đi, đừng mà. Nè, muốn làm cái gì? Những người cảnh sát đây. Cảnh sát ngon lắm sao? Muốn làm gì đây? Ê, cái thằng kia, mày đừng giở trò nha. Thằng kia, đừng có giở trò nha. Mày dám tới đây kiếm chuyện hả? Không biết chết là gì hay sao? Mày hỏi tao biết chết tại sao? Tao không có sợ đâu. Mày biết chết tại sao hả? Hả? Nè, cầm miệng đi. Tôi bắt mày về bóc bây giờ. Anh rể của tao là cảnh sát trưởng. Tụi bay dám bắt tao à? Bắt đi. Nè. Bắt thì bắt sợ gì? Thôi đi, hãy nể mặt tao chút xíu đi. Gốc của nó bự ghê lắm, thôi bỏ qua đi mà. Ê, cái thằng mập kia, mày chỉ có cái miệng thôi. Ê, mày có ngon hả? Về nhà làm mẹ mày đi. Ê, cái thằng chó, cà chớn không à. Nè, mày nói gì hả? Mày nói cái gì?
Tao nói mẹ mày. Đánh lộn kìa. Buông ra đi. Cho mày biết nha, mày không phải quen nhà đồng á, đêm nay chết cha mày rồi. Thôi bỏ đi. Bây giờ thì hết chỗ rồi chứ. Lần sau mày nhớ cho kỹ nha, đập cái thằng này là phải đập cho nó bể miệng luôn. Chết chứ còn. Dừng lại. Anh rể à, cứu em với. Buông nó ra. Chú à, thằng em vợ này của tôi bây giờ cướp của, giết người hay là hiếp dâm đốt nhà đây, mà phải làm phiền ông chú đối xử nó như vậy chứ? Không có gì. Nó cầm dao muốn chém người, ở trên mình nó lại có mấy gói xì ke. Bắt nó tới đây mình mấy còn hôi mùi rượu. Kêu tôi làm gì đây? Vậy chú muốn nói cái gì đây? Chém người à? Nó chém trúng thằng nào hay không? Không có. Tức là không có chuyện rồi. Mấy báo xì ke chứ gì? Thì Bính à, lúc mà gặp cảnh sát cứ nói là do em út, cùng lắm là tù vài ngày thôi. Em biết. Trong lúc đó em có nhắc tới tên nhân đạo của anh hay không? Có chứ. Em nói anh là anh rể của em, nhưng mà cái thằng kia nó còn đánh em như thế này nữa. Nói như vậy cái tên nhân đạo chưa đủ nổi phải không? Ông Nhan nói chơi hoài vậy. Giấu đi về ngày hôm nay của ông danh tiếng còn lớn hơn ông trời nữa. Thằng nào mà không biết ông chứ? Thằng đó về giường là vừa rồi. Vậy mấy thằng tài xe của chú này đập bể mặt em vợ của tôi thì sao đây hả? Như vậy có nghĩa là sao? Ê, tuổi trẻ nó uống rượu say, đánh lộn là hiểu lầm thôi. Nếu mà ông trách tôi không có biết dạy đàn em xử sự như thế nào á, làm sao mà tôi nói được đây? Được rồi, thằng Bính á, ông mang về đi. Hôm khác tôi mời ông uống cà phê. Tất cả những chuyện này chúng ta dàn xếp cho xong đi. Hả? Chú tính toán y như là con nít vậy. Vậy muốn gì đây? Muốn gì hả? Tao muốn mọi người phải tính toán sòng phẳng tử tế. Tính toán là tính toán như thế nào đây hả? Ông làm khó ông chú cũng vô dụng thôi. Buông ra đi. Thằng Bính là tôi đập đó. Cái lúc tôi đánh nó tôi không biết nó là con chó của ông mà thả ở ngoài sủa bậy bạ. Cái gì? Muốn thanh toán với tôi nè. Không cần kiếm mấy người kia đâu ha. Cái thằng kia, mày dám chơi tao hả? Chơi hả? Thằng nào dám kiếm chuyện tại sở cảnh sát chiều này của tao hả? Chú à, tôi khuyên chú nếu mà khôn thì đừng binh giữ thằng kia. Tôi nói cho chú biết, nếu mà chú binh thằng đó tôi không có nể mặt chú đâu. Nói cho ông biết, ông thương chó của ông, tôi cũng biết thương mấy con ngựa của tôi. Người cầm đầu chúng tôi có nghĩa khí là chuyện đương nhiên. Nếu như ông nói không đúng thì tôi đây không có thèm lên tiếng. Cái vụ này đây, tôi nhất định ôm nó vô người. Thằng nào dám đụng tới chú tôi chết sống với thằng đó liền. Nè chú à, tôi thích chú ở chỗ là giống tôi đó. Lần này tôi tha cho chú. Nhưng mà theo chú nói, trong cái vụ lần này đây là do tụi nhỏ đánh đấm với nhau thôi hả? Bính, mày đứng ở đây, bẻ cái chân ra. Nè, mày đừng nói là tao không chỉ cho mày con đường đi nha. Ngay bây giờ mày phải xin lỗi thằng Bính, rồi chui dưới hán nó đi ra ngoài. Và ngày mai mày phải đãi hai bàn tiệc tại Bát Tiên Lầu. Như vậy cái câu chuyện hôm nay kể như không có gì xảy ra đâu. Muốn chui thì kêu mẹ của mày chui đi. Thằng Siêu đâu? Dạ. Nó không lòn thì đập cho nó tới lòn. Ngừng tay đi. Nhan Đồng, mày dám ăn hiếp người của tao, tao sẽ đập chết mấy con chó mày. Không. Dạ. Hãy nhốt thằng Bích cho tao đi. Anh làm gì? Thưa nó về cái tội đánh cảnh sát và chứa chất độc. Hôm nay dù có Ngọc Hoàng Đại Đế xuống đây này nữa, tao cũng cho nó trở về với đôi bàn tay trắng. Chính cung. Dạ. Chỗ này dơ rồi, tìm cách làm nó sạch sẽ đi. Dạ. Đừng im. Thằng nào dám đụng tới cái này, tao sẽ bắn dở sọ. Mày ngon lành hả? Đừng bao giờ chọc giận tao. Tao đây có bệnh tim, rủi ro lỡ cò không phải lỗi của tao.
Mày ngon lắm. Tao sẽ cho mày biết tài của tao. Đi. Anh rể. Anh rể. Năm 1955, Lôi Lạc là mất lòng Nhan Đồng, lập tức bị điều ra khỏi sở cảnh sát ở Sa Đầu. Cùng năm, thám trưởng Trần Đồng được lệnh về hưu trước tuổi. Dạ thưa ông, tôi đến đây để báo án. Có chuyện gì hả? Tôi mất một con gà. Mất lúc nào vậy? Vô đêm hôm qua, nó mới đi vòng vòng ở trước cửa đã mất rồi. Phải bị chó ăn thịt hay không? Ăn cái đít của mẹ mày. Tao không biết đâu. Các người phải kiếm con gà về cho tôi đó nha, biết đỡ chưa? Thôi được rồi, bà hãy qua đây đi, gặp đội trưởng của chúng tôi, bà hãy nói cho ông ấy, rồi ông ấy sẽ giải quyết cho bà nha. Ông ngồi đó. Ông đại đội trưởng à, tôi đây bị mất con gà. Ông đội trưởng à, tôi bị mất con gà. Có làm không đây? Sao mà làm thịt gà người ta vậy hả? Thím à, gà nè. Con gà trống hả? Gà vô dụng. Gà trống không có đẻ trứng được. Không có thèm, trả lại cho chú nè. Không lấy hả? Không lấy, không lấy, không lấy. Gà trống cũng tốt mà. Vô dụng thôi, không có lấy. Không có lấy đâu. Biết cô gái đó. Không lấy là không lấy mà. Đừng có nói nhiều nữa. Gà trống không có tốt đâu. Thím à, ở đây có nhiều súc vật lắm à. Thím muốn lấy con nào cứ việc lấy đi. Mặc sức tôi lựa hả? Ấy rồi, cứ lựa đi. Vậy được. Ha, heo được quá hả? Con heo này bự như vậy, tôi mất một con gà. Nếu như cho tôi con heo á thì sướng biết mấy, lại giàu to nữa. Thím à, à? Ông chưa hả? À, tôi thích con heo này. Vậy thì bà lời quá rồi. Tôi mất con gà đó mà. Vậy kiếm con gà lại cho tôi đi. Được rồi, được rồi. Cứ lấy con heo đi ha. Được rồi. Hey, anh Phát à, người nào tới nói mất súc vật nữa, làm ơn anh năn nỉ với họ giùm tôi đi ha. Kêu họ bỏ qua cho rồi á, để tôi ngủ giấc nha, đừng kêu tôi. Alo. Hả, đụng chết con bò à? À, được, 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 cảm ơn, cảm ơn. Xin lỗi nha. Chuyện gì nữa chứ? Chuyện này nhất định đại đội trưởng phải tới đó để kêu người ta bỏ qua mới được. Ây da. Ây da, chị ơi. Ây da, cái xe này nó đụng chết con bò. Là cô đó hả? Ừ. Chúng mình thiệt có duyên với nhau hả? Cuối cùng mà cô lọt vào tay của tôi rồi. Bộ anh thấy chết mà không cứu sao? Hả? Thấy chết mà không cứu sao hả? Đúng chưa tôi cứu hả? Sao không kêu bà cô Ly cô cứu đi? Tôi đang ở trong xe, làm sao mà tôi kêu người ta đến đây cứu tôi được chứ hả? Biết rồi, biết rồi. Các người cực khổ á, nuôi con bò này lớn rồi, nhưng mà bị con nhỏ này á, nó đụng chết đi rồi à. Tôi nói chuyện giùm cho, kêu đền lại thì được rồi. Tôi đâu có nói là không có đền. Bao nhiêu tiền vậy hả? Có làm không chứ? Bộ có tiền là ngon lắm hả? Có tiền muốn giết người được hay sao? Người ta cực khổ nuôi con bò này lớn lên nè, coi giống như con của họ vậy á. Nói gì kỳ vậy? Cô hả? Phải đền mạng cho người ta đi à. Nè, nói cái gì mà quá đáng vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay dạ, là người ta nói thôi mà. Cho người ta cho rồi đi. Nè, đền đi, đền đi, đền đi. Đền đi, đền đi. Cứu tôi đi mà. Cái gì? Cứu tôi với, cứu tôi. Được rồi, cứu cô phải không? Được rồi, nhưng mà cô phải hứa với tôi một điều kiện đó nha ha. Điều gì? Cô nói tôi có phải là bạn trai của cô không? Dạ phải. Vậy kêu tôi ra đi. Tôi được rồi, tôi kêu anh nè. Cái gì nó nhỏ quá nghe. Đa liền nhỏ quá không nghe gì hết á. Đa liền hãy cứu em đi. Đa liền. Anh à, cứu em đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Đợi đi đó. Từ từ quý vị à. À, tôi nói cho quý vị nghe nha. Từ từ đi. Từ từ, từ từ. Tôi sẽ biết cho. Tôi sẽ biết cho được rồi. Được rồi, được rồi. Đến đây đi. Cảm ơn anh nha.
Nè, đưa lại cho tôi đi. Đưa lại. Hả? Cô đối xử với tôi như vậy sao? Bây giờ tôi bắt cô về cái vụ mưu sát con bò. Bình tĩnh đi, bình tĩnh ha. Làm đi, làm đi, làm đi. Làm đi à, làm đi nha. Nè, vô đi. Ý. Ê da, đại đi, đại đi, đại đi. Ơi da, bắt cái bỏ tù đi cho rồi. Bỏ phạm nhân trong tù vậy á, là quan tù con bò chứ. Ê da, đại đi, đại đi, đại đi. Bắt nó đi, bắt nó đi. Quý vị ơi, im lặng đi, im lặng đi. Tôi giải quyết cho quý vị mà, không có sao đâu. Bình tĩnh đi ha. Chắc chắn được mà. Bây giờ sẵn quý vị đông như vậy á, hay là trở về cùng với nhau chơi đánh bài, hay là đi câu cá, hay là ngồi nói dốc với nhau, như vậy là vui lắm đó. À, quý vị về đi ha. Dân à, Cường à, đưa họ về đi. À thôi, về, về, về. Tưởng tượng chứ làm gì. Kỳ quá ha. Có ăn trái cây không? Có cam hay không? Ăn bưởi đi. Lớn gấp đôi trái cam mà. Vậy có nhiều hay không? Trái giải nè. Một hộp thành hai hộp. Như vậy có chuối hay là không? Nè. Một trái tính thành hai trái hả? Nè. Cái này là đồ chín cây không đó. Rất là ngọt đó nha. Vậy à, cho tôi xin một ly nước được không? Nè nè nè, hãy đưa cái gì ngon nhất cho tôi thử đi. Nè thử nha. Chua quá chừng. Cái này thì chát lắm. Không ngờ chuối này mặn chát à. Ê. Nè, chờ chút đi. Đồ ngon nằm ở dưới mà. Như vậy anh muốn nhốt tôi bao lâu hả? Tối nay lái xe cô chở cô về nhà mà. Một mình tôi cũng biết về vậy. Tính chạy xe không bằng lái à? Không phải đâu, ngày mốt là tôi thi bằng lái rồi. Ở chỗ nào? Hỏi làm cái gì? Không, để tôi báo cho bà con cô bác biết, đừng đi vòng vòng ở khu đó thôi mà. Anh Lạc, tôi cảnh cáo anh nha. Tôi không cảnh cáo cô đó nha. Tôi tặng cái này cho cô không được quyền từ chối. Nè, tôi tặng quà cho cô rồi á, mình về đi ha. Vậy được. Cô thích cái gì tôi làm cho cô cái đó. Đường Tam Tạng đó. Đường Tam Tạng? Đâu có phải là thú vật chứ. Không phải thiệt, nhưng mà đã là khắc tinh của loài khỉ này rồi. Vậy thì cô biết con khỉ là khắc tinh của gì không? Đó là khắc tinh của loài nhện, tinh bạch, cốt tinh, công chúa Thuyết Xiên và những người đẹp đó. Anh. Đợi tôi chơi. Đợi tôi chơi. Có lầm lẫn hay không anh Lạc? Bộ muốn người ta chết tại sao? Nếu mà kêu lên giữ chỗ này á, mỗi ngày anh trèo đây anh có trèo không hả? À, tôi mời anh ăn cái này nha.
À, dạ đau quá, đau quá. Đau, có chuyện gì chưa? Quang dạ, đang coi đi, đi. Đau quá, trời ơi, chịu không nổi, đau quá. Ai, ai, đau quá. Nhanh chút đi. Ai, dạ, đau quá. Chuyện gì kìa? Đau quá, ai, dạ, đau quá. Ai, dạ, mệt quá. Đau quá. Ai, dạ, đại ca tới rồi. Ai, dạ, đau quá. Nè, chuyện gì vậy hả? Đau quá. Đâu, coi coi. Ai, làm gì vậy? Ai, làm gì vậy? Đi, 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 đi 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 nè, đại ca gì mà dữ vậy hả? Cảnh sát mà cũng dám bắt, không sợ chết thôi hả? Nè, lần này á bắt tôi về đây có chuyện gì đây hả? Mày chính là Lỗi Lạc hả? Muốn cái gì? Mày là bạn của Bạch Nguyệt và Hằng Nga hả? Cái chuyện đó anh khỏi cần lo đi. Vậy mày tưởng cô ấy ngây thơ hay là dễ gạt vậy? Nè, ngây thơ hả? Làm tình như là ăn cơm bữa. Thôi, lái xe về mày bà. Ok, đi mày lại. Có phải mày muốn cưới nó làm vợ không? Cái chuyện đó không liên quan tới mày đâu ha. Mày heo, đi. Đứng yên. Tiền ở trên bàn. Nếu mày giỏi, một tay của mày lấy được bao nhiêu thì cứ việc lấy đi. Tóm lại từ nay về sau, đừng có đi với cô gái của tao nữa. Có phải là cá bạc không? Ồ, hóa ra là tay anh chị. Xin lỗi nha, anh lại chúng tôi không cần tiền đâu. Nè, con gái của tôi đã quen ăn quen xài lâu rồi. Một cảnh sát quen ở xa đầu như mày, làm sao mà nuôi nó nổi chứ? Nói thật ai chơi đây, người tèo đâu ai thương con gái dữ như vậy. Tao không có con trai, tao không thương nó, không thương ai bây giờ. Chị ở tiền hả? Vậy nè, một tay không đủ à, cho mày hai tay đó. Nè, không đủ à, cho mày bốn tay. Lần này bắt chúng tôi về đây á, khinh thường chúng tôi bất tài, muốn khoe khoang tài sản của mình, như vậy thỏa mãn nỗi gì? Xin lỗi nha. Thằng nhỏ quá thiệt là có càn đảm mà miệng lưỡi thiệt. Con gái của tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, cậu không biết chiều chuộng nổi nó không? Vì tôi có sửa đổi mà. Con nhỏ kìa, có người kèm mày được rồi. Vậy nè, tiền của tôi khi nãy đã lấy ra rồi, em xem đây như là quà gặp mặt cũng được, hay là hôm nay làm quà cưới để cưới con gái tôi cũng được, cầm lấy đi. Bác à, lấy con của bác á phải nhờ vào bản lãnh của mình. Một ngày nào đó tôi chưa có bản lãnh á thì bác đừng gả con gái bác cho tôi ha. Tiền này tôi không cần đâu, tôi cần cái súng của tôi. Cũng được. Dạ thưa ông chủ. Cảm ơn nha. Trời mưa vậy chạy xa muốn ăn gì đây? Tại vì gì tìm ở đây ngon không có đâu bằng hết. Sao em biết chứ? Dĩ nhiên là biết rồi, tại vì ngày xưa em thường theo người ta tới đây ăn đó. Theo ai vậy? Người kia kìa. Thưa cha. Hey, đi đi ăn uống gì đây nữa chứ? Cá bọc má kho tàu bên kia ngon lắm, đi. Đừng mà. Nè, cháu không dám ngồi xuống bởi vì không có độ lượng hay là không có đủ lượng vậy hả? Boy à. Dạ. Cho hai chai ngủ cho bì. Được, vậy được. Nè, mang cái ống nhổ thiệt lớn nha, để cho ông bác này nè. Con à, con bác ai thắng đi? Hãy hỏi con hai xem, coi là muốn ai thắng đây. Ai thắng thì cũng không sao, nhưng mà người nào thua rồi á thì không có được trả thù đâu nha hả? Nói tóm lại là phải hòa thuận cả hai phía, có phải vậy không hả? À, sao chú nhiều chuyện quá vậy? Chú còn như vậy nữa cháu sẽ đốt xương cho chú ăn. Nè, bác một bình á, tôi một bình, người nào thua đáng chịu. Được. Anh có sao không? Chà, anh coi coi anh đã uống nhiều như vậy rồi. Già trẻ kìa, ống nhổ để cho cậu xài hay sao hả? Nhưng mà được rồi, có gan uống rượu. Anh uống dở như vậy, không uống nổi thì đừng có đùa uống rượu với cha của em. Không sao. Không sao, uống nữa đi. Uống nữa. Uống đi. Thôi cho người qua đi dìu ảnh đi. Con nhỏ kia, cha nuôi con từ nhỏ tới giờ không thấy con hầu hạ cha. Cha, cho người qua dìu ảnh đi mà. Được rồi, dìu nó đi. Dìu nó đi, nghỉ đi. Đi nghỉ đi. Ông nhà đồng, cảm ơn ông tới đây. Cảm ơn.
Nè. Có nhiều cầu thủ ở đây, cho tôi làm hội trưởng à, sợ gánh không nổi quá. Ê, ông không dám nhận hay là tin tưởng công phu của tôi chứ. Nè nè nè, vào trong ngồi đi, chỉ giáo mấy đứa em nha. Người, mời vô. Uống nước đi. Ông Nhàn, tôi biết ông tuổi tí. Món quà nhỏ này đi. Đừng giỡn trò này mà. Miễn ông thích là được rồi hả? Nếu biết trước cái vậy gặp ai tôi nói tôi tuổi xỉu đó. Còn quá vậy. Được rồi. Ông nói đi, ông giỡn trò gì đây? Tôi đâu có trò gì để giỡn chứ. Bạc lão đại à, tôi đâu phải mới quen ông ngày hôm nay chứ. Được, tôi có một người bà con tuổi trẻ vô tri đã làm mất lòng của ông. Đứng ra giảng hòa. Ông Nhân, lần này bất cứ giá nào ông cũng phải nể mặt tôi nghe. Bà con của ông à, nó là cái thằng nào vậy? Người đàng hoàng đó mà. Đã từng bị tôi bắt? Không. Tên họ là gì? Ông hứa rồi tôi mới nói nghe. Được, bạn này ca lên tiếng sao cũng được mà. Dứt khoát. Cho nó ra đi. Dạ. Rót nước cho ông Nhan. Người ta nói ông Nhan làm việc dứt khoát nhanh lẹ. Một là một, hai là hai. Thật là danh bất hư truyền. À, đúng vậy đó. Vì thế mà ông Nhan của chúng tôi được mọi người kính trọng. Bởi vì ông nói sao là làm như vậy đó. Phải không? Hay quá. Chờ. Khỏe không hả? Được rồi, thôi mình đi. Nè, ông được rồi. Ông Đồng, thằng nào thì được. Còn thằng này thì mang con bò vàng tới cũng không có được đâu. Ê, ông Nhan à, bớt giận mà. Tôi còn tưởng ông Nhan này nói lời danh dự, không ngờ nói là không giữ lời. Thật là nghe tiếng không bằng mắt thấy. Được rồi, hồi nãy ông nói là bà con con phải không? Vậy là bà con gì vậy? Nó là em nuôi, con nuôi hay là họ hàng gì? Nó là con rể tương lai của tôi. Ông Nhan à, nó còn trẻ nên muốn điều gì làm công để làm việc. Ông là người có độ lượng, ông không có để ý tới thù cũ đâu. Tại sao còn con rót nước? Xin lỗi ông Nhan. Anh Lạc, đi đi. Làm sao? Câm rồi hả? Mời ông Nhan uống trà. Xin lỗi, tôi bị sặc. Nè ông bạn, giữ ý rồi chưa? Không giữ, cảm ơn ông Nhan. Cảm ơn ông Nhan. Anh không sao chứ? Không sao, tôi nói là không nói chuyện với ông ấy mà. Trước sau cũng biết tay tôi thôi. Anh chắc chắn có cơ hội mà. Nghe cho kỹ, trong hoàn cảnh lộn xộn như bây giờ, chúng ta càng dễ dàng lên chức. Nè nhớ nha, nếu họ là những người nghèo khó, nhớ đừng làm gì họ. Tới rồi kìa. Anh coi giùm tôi nha. Được rồi. Nè, căn nhà của lão già đầu xám. Được mà. Tôi trả 500 ngàn. Không được, ít nhất cứ là phải 1 triệu đồng. Không tin thì hỏi ông đi. No.
Thật ra anh là cảnh sát thường phục xuất sắc và nổi tiếng nhất đó. Chúng tôi giữ chức 1 triệu đồng để giữ chức tháp trưởng, không cần suy nghĩ nữa mà. Trong vòng 2 năm có thể lấy vốn lại ngay. Thật ra làm người điệu một chút tốt hơn nữa mà. Ông ấy về anh quá không trở qua đây nữa. Anh cần gì phải trả giá gì chứ? Có gì mà phải suy nghĩ hả? Được, 1 giá thôi, 800 ngàn. Tôi nghĩ là trong cảnh sát chỉ có mình tôi mới dám trả giá đó thôi. Tôi nói thật nha, cái lão già đầu xám này làm trưởng tìm 10 mấy năm rồi, giờ vét đã đời rồi. Bây giờ cộng số tiền của tôi nữa, trở về nước á, dù có bị gãy đôi chân không mình chết đói đâu. Lấy đi mà. Ok, trong vòng 3 ngày anh mới chuyển tiền cho nó. Cái chức vụ thám trưởng là chắc chắn rồi. Nè, năm 1957, đại bạo động tại Cửu Long, chính phủ không thể khống chế nổi hai phe tả và hữu. Lôi Lạc đã cùng đồng đội đàn áp được các người dân nổi loạn và lập được công lao lớn. Mặt khác đã được cha vợ và các bạn giúp đỡ tài chính. Cuối cùng đã được lên chức thám trưởng, lương mỗi tháng là 280 đồng. Lúc đó một ngôi nhà ở tại đường Cửu Long trị giá 500 đồng. Cảm ơn nha. Hello. Ê, Lạc. À, chú hả? Nghe nói em đã lên chức thám trưởng rồi hả? Vậy thì chúc mừng em đó. Cảm ơn, cảm ơn. Ở đó ngồi có khỏe không? Tôi chưa ngồi tới, tôi chỉ ngồi phòng lớn thôi. Tại sao? Có phải chê cái phòng của tôi không hạ phong thủy hả? Cái phòng của chú ngồi phong thủy làm sao mà không tốt được chứ. Tôi nghĩ là ngồi phòng lớn á, gặp gỡ đàn em á, thì vui hơn mà. Ở ngoài kia có tin đồn rằng em vừa ngồi cái chỗ đó đã đặt ra nhiều nguyên tắc rồi, phải không? Kêu làm này làm nọ. Em ngồi thì chưa nóng cái đít, mà cái vụ kiếm tiền bên ngoài đã loạn hết rồi đó nghe. Biết hay không hả? Ở bên ngoài nó loạn lên, không nguyên tắc gì cả. Nhưng mà chờ đi, trước sau cũng bị bắt hết mà. À thôi đừng nói chuyện đó nữa. Dạo này chú làm ăn sao hả? Ờ thì làm cận vệ cho mấy tên nhà giàu thôi. Bây giờ Hồng Kông á, có 10 mấy ngàn người làm ăn nhờ nhà giàu. Chú phải cẩn thận chút nha. Nhớ đó. Em sợ dao tôi bị lục hay là sao? Không có dễ đâu nha. Nè đừng có quên, dao của em á cũng do tôi mài bén giùm cho đó nha. Có lẽ cuộc đời của chú làm việc ngon lành nhất đã mài được cái kiếm giống như cháu vậy. Có phải mấy người tung tin đồn là chỗ của chúng ta có người ma giáo hay không? Tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu. Đừng có nói được thì nói nha. Có bằng chứng là ngày nào tháng nào, ngày nào của tôi nói hay làm những chuyện như vậy không? Vậy tại sao tiệm của ông người ta mua cho tôm tươi, còn tiệm của tôi không có người nào tới hết vậy? Tại vì ông không biết tích tắc. Ai nói tôi không tích tắc? Tôi cũng tính giá rẻ và tung ra nhiều thứ khác, lại không có khách tới. Tại vì ông hết thời. Dám nói thêm một lần nữa. Mày nói một lần nữa, tao không giết mày, tao sẽ xách dài cho mày đó. Đủ rồi nha. Im đi. Quá đáng quá mày. Im đi. Tôi hỏi mấy anh, cái tiệm của ông có dở trò gì không? Không có chuyện đó đâu anh à. Chúng tôi đóng tiền đầy đủ, dĩ nhiên là muốn làm ăn lâu dài. Kiếm chuyện làm gì phải không hả? Đúng rồi, làm ăn đàng hoàng với những khách tới mà. Ông mấy kỳ đó tới kiếm chuyện người ta làm gì? Đâu có đâu. Nếu không gây gỗ làm gì cho đỏ mặt tía tai gì hả? Thiệt tức không chịu nổi đó. Chẳng lẽ muốn nói gì thì nói hay sao? Đặt điều cho người ta làm vậy sao chịu nổi chứ hả? Nè. Bình tĩnh với nhau mà nói, đừng có gây gỗ như vậy mà. Vô dụng thôi, xem ra họ nhất định chơi nhau rồi.
Chứ vậy nha. Hai người bây giờ xuống đường đánh lộn với nhau đi. Người nào đánh thắng là lên đây nói. Có được không vậy? Nếu không mà về kéo đàn em tới đánh nhau một trận đi. Kéo hết lực lượng ra ngoài sân banh, đánh nhau một trận đi. Thằng nào chết tôi cho người lụm xác. Sống chết mặc ai. Kể như tôi không biết chuyện này, có được không vậy hả? Giờ mới gì chứ? Có gì để nói nữa không? Hả? Không ai nói, tôi nói cho nghe. Từ nay đóng hụi chết khu này á, thì thâu vào ngày chủ nhật. Các vụ thâu vào ngày 3, 5, 7 hay là đầu tháng, nửa tháng gì bỏ hết. Tất cả tiền vô cảnh sát chúng ta thâu được sẽ giao cho mở heo phụ trách. Hả? Xin chào các vị, tôi chỉ thâu tiền thôi chứ không đòi nợ đâu nha. Tới lúc đó đừng có làm khó tôi nha. Làm ơn làm phước, cảm ơn cảm ơn. Nè, còn về vấn đề tiền của bên quân phục, ông Trần, nói mọi người biết đi. Còn về phía quân phục của chúng tôi, đều là do đệ tử của chúng tôi 36240. Nếu các người quên con số của nó thì hãy ghi vào trong cuốn sổ tay đi. Vậy là ok rồi. Nè, từ nay nếu có gì thay đổi á, cấp trên sẽ có lệnh mới. Còn tổng cục có chuyện gì mới, thằng mở heo này á sẽ nói cho quý vị biết. Ừ? Còn nữa, nếu các vị có sự tranh cãi hay là khiếu nại gì, cứ kiếm thẳng tôi mà nói chuyện. Hay là nói cách khác, thằng mở heo này á là đại diện của tôi. Ngồi thẳng lên chút. Mấy ngày nữa tạo thành nàng mãi dâm, tôi sẽ lùa tất cả gái mãi dâm ở đường Trường Xuân và đường Quang Nam. Công trình lớn đó nha. Làm việc này á có hai điều lợi. Thứ nhất là trên con đường đó không còn những người đàn bà không đứng đắn nữa, nhìn vào mát con mắt lắm. Biết đâu ở bên tòa thị chánh này sẽ gửi thơ tới khen đó ha. Chúng ta làm đẹp thành phố mà. Thứ hai, những đồng mấy dâm á, có nhiều gái mấy dâm làm ăn khá hơn. Chúng ta danh chánh ngôn thuận sẽ thâu được tiền lợi nhiều hơn một chút. Lạc à, thằng Điêu muốn mở thêm một cái sạp ở đường Đông Qua nữa đó. Mày thấy sao? Đường Đông Qua hả? Đúng vậy. Đường Đông Qua có hai cái động lớn. Một cái của anh Thành, một cái của thằng Qua. Nếu cho nó mở thêm thì đánh lộn nhiều hơn là ăn cơm. Cứ nói cho nó biết là đi xuống khu Đông Sương đi. Được, tôi kêu nó xuống đường Đông Sương. Nếu cho nó chịu á, nói thằng mở heo mở nó trường mục ha. Cầm lấy đi. Đủ gì vậy? Tháng sau sớm một chút nha. À, không có gì. Làm như vậy á, lại cho tôi dễ làm việc một chút thôi. Uống đi. Anh Sam à? Dạ. Được. Có ăn gian không vậy? Có phải là cháu chơi bạc lận hay không? Nếu nói tôi cờ bạc tôi chấp nhận. Nhưng nếu nói tôi chơi cờ gian bạc lận, tôi thuộc ngân hàng Hòa Lan mà. Gian lận hả? Có dạy tôi cũng không biết nữa. Làm sao mà gian lận được? Gian lận? Thiệt là biết đó chơi. Ông Trương có biết hay không hả? Cha của tôi không có biết đâu. Kết quả cũng như vậy thôi. Ông cũng ra sức giúp đỡ tôi. Cùng lắm thì mặt dài như mặt ngựa, không lẽ chú không giúp tôi sao? Tôi tưởng là thằng nào, không ngờ là thằng rắn điều điều này. Cái vụ này đây nói nhiều cũng vô ích. Đi đi. Thằng già kia, có không hồn thì hãy ngồi xuống nói chuyện sòng phẳng với đại ca tôi đi. Mấy cái thằng đệ tử ở trong đất liền tới, chẳng trách ngang tàn hơn nhiều á. Chú à, ngày nay không phải như ngày xưa. Nếu mặt chú tôi mới gọi bằng chú. Ngày nay chú thằng nói tới đây thì cũng phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng rồi mới về được. Mẹ kiếp mày, mày đặt điều nói người ta là cờ gian bạc lận, mày còn gì để mà nói nữa. Cái thằng kia kìa,
Nó cờ bạc ở sòng bài của tôi thua liên tục 3 đêm. Nỗi thu tiền cũng trên 200 ngàn. Tôi tới đây thu tiền không được hay sao? Ê, nghe nói sự thật không phải vậy, phải không? Đúng vậy, nó vu oan cho tôi đó. Cái thằng đó nói láo, biết bao người làm chứng nó thua bài rồi. Chú à, tôi có nhân chứng mà. Nhân chứng đâu? Ở đâu? Tôi hẹn tới đây rồi, nhưng mà tụi nó tới trễ. Hẹn tụi nó chỗ nào? Ở bên ngoài đó. Ra coi tụi nó tới chưa. Được. Khoan đã, thằng già kia có phải là muốn bình dịch cho nó hay không? Nếu phải thì phải nói chuyện cho đàng hoàng tử tế. Im miệng đi. Ba mặt sáu tay phải nói chuyện cho đàng hoàng tử tế một chút. Đi đi. Đại ca, thằng trời đánh kia bỏ trốn rồi. Mẹ kiếp, thiệt là đồ vô dụng. Thằng già kia, mày lãnh đạn rồi. Hãy trao thằng đó cho tao ngay. Mày cho thằng đệ tử theo nó để cho nó trốn thoát. Mày đừng có đổ thừa cho tao. Mày muốn kiếm chuyện thì mày kiếm chuyện với nó đi. Tao không thèm nói chuyện mày nữa. Cái thằng già kia, nó thoát được còn mày thoát không được đâu. Ê, đừng có này nói nghe chưa. Ôi là thám trưởng về hưu đó. Cho mày chết. Thám trưởng về hưu á, cho mày chết. Đệ tử của mày bây giờ ngon lành rồi. Bây giờ ông ta tới đường cùng rồi. Tao chỉ sợ chứ tới thôi. Bắt nó về trước đi. Nếu không kiếm được thằng kia, mày chết thay cho nó. Đi. Đi. Anh Rắn, phía sau có xe cảnh sát đó. Mau lên, mau lên. Nè, mày chạy qua một bên cho nó qua mặt. Ờ, hãy ngồi yên vậy. Cứu tôi với, cứu tôi với. Hãy đuổi theo nó. Được rồi. Quẹo trái. Nhanh lên. Mau lên, hãy ra cửa sổ cái chuyện của nó. Đánh nó lại. Cẩn thận nha, cẩn thận. Trói nó lại. Rắn điều điều, mày giỏi mày giết tao đi. Sau này mày sẽ hối hận đó. Thằng già chết bầm. Mày tưởng mày còn là cảnh sát à? Hả? Ừ. Anh Rắn à, tình hình bây giờ làm sao đi? Hãy bình tĩnh đi, đừng có sợ. Rắn điêu điêu, mày thoát không có nổi đâu. Có giỏi thì thả tao ra đầu hàng đi. Mày làm cái gì? Im cái miệng mày. Mở lên, mở lên, mở lên đi. Mở lên, mở lên. Mở dây, mở dây. Mở dây đi, mở dây. Mở dây đi, mở dây. Mở dây đi, mở dây. Đi lên, đi lên. Đi, đi, mở đi, mở đi, mở đi. Nè, nè, lỡ đi, lỡ đi. Tình hình thế nào? Ê, chuyện lớn lắm, ông chú bị ba thằng uy hiếp đó. Và một người cảnh sát ngoại quốc bị chết. Phóng tới đi được. Được, dạ. Đi, dạ, lên, đi, đi, nhanh lên. Theo tôi, dạ, đi. Dạ, đi. Đừng tới gần nha, tôi có con tin trong tay đây. Có gì từ từ nói. Hãy cho người nói chuyện với tôi. Nếu không dám lên, tôi sẽ bắn chết nó ngay. Coi chừng mất mạng hắn đó nha. Nè, đúng là ông chú trong đó rồi. Ê, có phải nó là thằng Rắn không? Đúng vậy. Nè, Đức à, địa bàn này là của tao hay là của thằng chết sớm quá vậy hả? Ở đây hả? Ở dưới hai khu vực khó tính ghê lắm. Được. Nè, bây giờ ở trên kia
bất cứ giá nào tôi cũng lên. Lạc à, chuyện này như vậy, bây giờ tôi cũng chưa chắc ghi bàn này là của tôi hay là của em. Giờ là của tôi đi nữa, tôi cũng không cho người đi lên nói chuyện với chúng đâu. Mà không thì lên hết đi. Ông chú trên đó biết không vậy hả? Chúng đã bắn chết cảnh sát Hoàng Bất rồi. Nè, tóm lại à, tôi không muốn mạo hiểm đi lên trên đó đâu. Nếu mày muốn hả, thì mày đi đi. Lạc à, đừng lên trên đó, nguy hiểm lắm. Sir, the government requests to see one of the officers. And Sergeant Major Lee is willing to go, sir. The crazy bastards already shot up one of our officers. I can't allow it. Không biết nghe hả? Ông sở trưởng cũng không muốn mày đi đó nha. Nói ổng giùm tôi nha. Tôi biết thằng cướp đó. Vụ này tôi chịu trách nhiệm. Có được không? Thông xịt, thông xịt. He said he is willing to take his own risk. Besides, he knows the gun. All right. You arrange the backup. Yes, sir. Thank you, sir. Là sao gãy đi. Lên ngồi chậm hổm trên ghế đi. À là. Thám trưởng Lôi Lạc, lâu lắm rồi không gặp mặt. Mày không ngờ bây giờ tao là người ra lệnh. Muốn gì đi? Lúc trước mày gạt của tao 50 ngàn, bây giờ tao đòi lại không được hay sao? Kêu họ đây đi. Không thể được. Không thể được. Được. Ta bắn một phát cho nó chết, còn có được hay không? Đừng có nóng gì mà. Vì sự an toàn của ông chú, tôi nhất định tìm cách cho anh. Từ từ ngồi nói đi. Được. Mày đừng giở trò nha. Nếu mày nói câu nào không lọt hai lỗ tai của tao, thì tao sẽ bắn chết cả hai đứa mày luôn. Nhớ chưa? Bây giờ ông kêu họ đưa tiền cho ông thì được, chắc chắn là họ đưa. Nhưng mà kêu mở đường cho anh đi á, họ chắc chắn không chịu đâu. Vậy hai đứa tụi bay chết chung một lộ đi. Hãy nghe tôi nói một lời đi được không hả? Vậy nha. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây. Khi điện thoại chưa tới, tôi cho anh đi ngã sau, có được chưa hả? Còn tiền thì sao? Trước khi đi tôi đưa cho anh mà. Có người tới. Hả? Nè 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 nè, làm gì vậy? Không nghe gì sao? Có tiếng súng đó. Không gì xong liền cứu ảnh. Đương nhiên là có nổ súng rồi. Đạn đâu có mắt chứ. Lui ra đi. Lui ra đi. Mày chơi tao hả? Chơi tao hả? Tao cho mày chết. Cố gắng lên đi. Chơi tao hả? Mày muốn chơi tao hả? Muốn chơi tao hả? Chơi tao hả? Chơi tao hả? Tụi bay đừng có nhào vô nha. Nhào vô tao tao chết đó. Tụi bay thử đi. Tao giết nó ngay bây giờ. Tao giết nó bây giờ. Yeah.
Chú à, không sao chứ? Không sao, không sao. Cảm ơn chú nha. Không có chú chết chắc rồi. Cảm ơn, giữ cái mạng già này giùm cho tôi đi. Đi lên công đi. Không được đâu. Cháu khác với chú mà. Chú đã về hưu rồi. Cháu thì còn nhiều tương lai lắm, ráng đi ha. Ráng đi. Ông Nhàn à, hình như nó giải quyết xong rồi. Tao còn thấy hay sao? Tiến lên đi, tiến lên. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Dạ, dạ, dạ. Nè, nè, nè. Các người đừng lên đến vội, để giữ an toàn. Tôi lên đến trước. Anh Lạc à, có sao không? Mẹ kiếp, cướp mà cũng ngu như bò, có súng mà để cho người ta bắn chết. Ông Nhan à, thằng này chưa có chết hẳn đâu. Đưa nó về sở đi. Nè tụi bay à, đưa nó về đi. Bắn chết nó, bắn chết nó. Cho mày chết, 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 chết chưa, chết chưa, chết chưa, cắn hả, cắn hả? Ngừng tay đi, kéo ra ngoài đi. Nhìn lên đi, nhìn lên đi. Băng ca đâu rồi, băng ca đâu rồi? Chà, người ta chảy máu rồi nè. Bộ muốn chảy máu thì chết luôn hay sao chứ? Nhìn lên đi, nhìn lên đi. Đưa tôi về nhà thương ngay. Ông Nhàn không sao chứ? Chỉ biết nói thôi. Mấy thằng ăn cướp đó mà có những cái gì chứ? Đi mau. Mấy thằng đó mà nó làm gì chứ? Tôi muốn nói cho ông biết là cái băng ca đã rách rồi. Còn nói nữa, làm ăn gì kỳ vậy? Tôi té xuống đất không thấy sao? Báo cáo cấp trên đi. Chúng tôi là đội tự nguyện chứ không phải là đội cứu thương đâu sơ. Ông muốn về nhà hả? Đi một mình đi. Nè, đỡ tôi vậy đi. Anyone tell me why the assault rate has increased so drastically over the past quarter? Sir, gần đây đã xảy ra những vụ chém giết nhiều như vậy, đó là điều sự tranh chấp trong xã hội. Ông cũng hiểu đó là chuyển biến đương nhiên của hoàn cảnh, đó là hậu quả tất yếu của sự tranh giành địa bàn, và điều đó không thể nào lẩn tránh được. Can't be avoided. In Sergeant Chen's area alone, we've had 3 incidents resolving in 4 murders and 27 injuries. And you tell me can't be avoided. Ông Trần à, khu của ông tháng này chém giết nhiều quá đi thôi. Ông hãy để ý đi nha. Perhaps you could all learn a few tricks from Sergeant Louis. Now, there hasn't been a spot of trouble in this area in 3 months. Ê, giỏi thiệt. Sở trưởng một lần nữa là để ý tới anh. Ông sở trưởng cho biết, khu của thám trưởng Lôi Lạc trong 3 tháng vừa qua hoàn toàn không có sự chém giết nào xảy ra cả. Đáng cho mọi người noi gương. Xin cho Trần vỗ tay đi. Sir, khu quản trị của Lôi Lạc là một khu vực nhỏ và khác biệt hẳn, không thể so sánh với những khu khác được. Tôi không đặt vấn đề khả năng của Lôi Lạc thám trưởng. Nè, tuy nhiên nghe rõ chưa hả? Đó thì đó. Cũng có những thành tích. Ông ấy cho biết là khu vực không có gì cả. Rõ ràng muốn đạp mình cái trắng trợn. Let's not quibble. Let's just make damn sure the press doesn't get word of this. Now, as you know, Sergeant Christopher has been released from the hospital. He will, however, be retiring. Although he will be missed around here, I'm sure there are those among you who will be very happy to see him go. Ý của sở trưởng sở cảnh sát là thám trưởng Christopher thuộc khu vực dầu thêm về hưu trong nay mai đã thành sự thật. Sự thiếu hụt đó sẽ đều từ một trong những thám trưởng hiện diện ở đây.
Người được chọn trước tiên là phải có thành tích những việc trị an ở trong khu vực của họ. Ngoài ra còn phải tùy xem người đó có thể nào kết hợp chặt chẽ với những tầng lớp ở trong xã hội hay không. Còn những người được tuyển chọn sẽ công bố trong buổi họp kế tiếp. À, xin chào. À, chào. Chào. Cái chỗ ngồi mát ăn bát vàng này anh có cơ hội đó. Ở đây người nào cũng có dịp để ngồi cả mà. Nào sao? Nhưng mà chờ có người nào may mắn thôi. Goodbye, sir. Ông Nhan hôm nay gặp chuyện mừng cho nên thấy đầy đủ tinh thần đó nha. Thật vậy sao? Thật mà. Ông Nhan là người có tư cách ngồi vào chỗ đó nhất đó. Gặp lại nha. Bye bye. Còn giới trẻ có tài cán gì chứ? Không có khả năng cầm đầu Trung Nguyên đâu. Chứ lúc nào cũng không biết đó. Phải vậy không hả ông Lôi? Ông Lôi có phải gì không? Điên hả? Ông ngang đức cao trọng vọng, đó là một điển hình của tham trưởng chúng ta. Nếu mà cái khu dầu thêm để cho ông ấy ngồi hả, nhất định là thiên hạ thái bình. Đúng như là câu như ý mọi người mong muốn. Ôi Lạc, tôi nhất định ủng hộ ông mà. Tôi nghe người ta nói là tôi đức cao trọng vọng mà. À, tôi đây nghĩ lại, không biết tôi đây có phải già rồi cho nên lên chân không. Thật ra thì sống Trường Giang, sống sau dầu sống trước, đó là cái việc đương nhiên rồi. Nhưng mà vậy nghe ông Lôi, nếu mà ông dùng chân tới chân của tôi, tốt hơn hết là đừng có đập mạnh quá nghe. Chừa mạng sống cho tôi để tôi trồi sụt lên một chút xíu chứ. Sao lại nói vậy chứ? Bây giờ là cái lúc mới bắt đầu tôi dốc hết tâm trí để mà học hỏi theo ông, thì làm sao mà sống sao dồn sống trước được chứ. Nếu mà ông không chỉ điểm cho tôi làm việc, tôi đâu biết làm gì đâu hả? Khổ nỗi là kiếp trước của tôi hết sống rồi hả? Nhưng mà trò lên tù sướng hồi là có thôi. Ê, khùng điên đâu à. Kìa, tới được kìa. Nè, tới đây. Vô đó. Chào, chào, chào. Mời ngồi, mời ngồi. Lâu quá không gặp á. Mời vô, lâu. Tự nhiên. Ờ, đừng có sao, tự nhiên đi. Vô đi, vô đi. Chào. Lâu quá không gặp. Tự nhiên ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Mình gia đình với nhau mà. Tự nhiên mà. Ngồi đi, ngồi đi. Được, được. Tự nhiên đi. Ô, anh Hào. Mạnh giỏi chứ. Sao ngồi, 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 ngồi. Tự nhiên. Lâu lắm cũng vậy à. Không có thấy gì thay đổi hết. Chào, mạnh giỏi. Mời vô đi. Tự nhiên nghe, đừng có sao. Hồng Kông sở dĩ phồn vinh được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào chiến tranh Á Phiện. Không có Á Phiện thì làm gì có Hồng Kông chứ. Coi thám trưởng Lôi Lạc kia nè, làm thám trưởng chỉ có 3 năm thôi mà dẹp hết 48 tiệm thuốc rồi. Nếu mà để cho nó làm cảnh sát trưởng 30 năm, như vậy nó sẽ đóng cửa hết 408 tiệm thuốc. Làm như vậy có khác gì Lâm Tắc từ năm xưa đâu. Mẹ kiếp đó. Nếu mà cảnh sát trưởng ở khu dầu thiên này giao cho nó làm luôn hả? Nè, tôi lúc đó cứ cũng không có mà ăn nữa đâu nghe. Cái thằng trời đánh đó, nó không quan thì thôi, nhưng mà đừng có quậy thúi chứ, phải vậy không? Nè, nếu mà các người ở đây ủng hộ cho tôi có thể bảo đảm các tiệm thuốc có người đều mở trở lại. Chúng ta hãy ngồi lại để bàn bạc, xem thử phát triển bằng cách nào. Ê, anh Nhan nói đúng lắm. Chúng ta bán xì kè bán mấy chục năm rồi, bây giờ kêu chúng ta dẹp tiệm, không lẽ đi bán phở hay sao? Hả? Phải rồi. Đóng cửa các tiệm của chúng ta rõ ràng là đập nồi cơm của mình rồi. Làm ăn với nhau á là phải ủng hộ với nhau. Tôi ủng hộ ông. Còn nữa nghe, khu Bích Chân Đường ở khu Dầu Ma, tôi đã bàn giống vua của khu này rồi. Sau này sẽ trở thành bến tàu công cộng. Quý vị có hàng có thể lên xuống tự do ở khu vực đó, khỏi cần phải đi qua khu vực Tân Giới, khỏi cần đi qua chỗ này chỗ nọ nữa. Hả? Nè, về phương diện người ngoại quốc, tôi có thể vỗ ngực nói rằng ngoài Nhan Đồng này ra không có người nào lo xong đâu. Ông Nhan này nói đúng lắm. Vua của tôi cũng biết là vấn đề đại cục lên hàng đầu. Nè, nếu lần này do ông Nhan lên nắm quyền ngay ở khu dầu thêm, thì chúng ta khỏi cần bị người ngoại quốc bắt chẹt đến nỗi lè lưỡi luôn. Có phải vậy hay không hả? Hả? Như vậy còn khu Bích Chân Đường thì sao? Tôi đây thì không có sao. Nếu mà các người muốn mượn chỗ đầu ghe của tôi mà xài, tất cả là người nhà cả mà, tính sao cũng được đó. Nè, bây giờ mọi người ngồi chung với nhau, chúng ta hãy đặt vấn đề tỷ lệ lớn nhỏ của tổ chức từng người một đi, sau đó cũng ủng hộ cho ông Nhan lên ngồi cái ghế cảnh sát trưởng. Từ nay chúng ta không cần nhức đầu nhức ốc nữa, phải vậy không? Các người thấy sao hả? Anh Mã, anh tính sao đây? Xin lỗi nha, hai anh em chúng tôi đi trước. Nè, anh Mã lớn à, hai anh không ủng hộ tôi sao? Hai anh em chúng tôi làm ăn quen tự do và làm lớn, không thích thở nhờ cái lỗ mũi của người ta đâu. Từ nay hàng của ông xuống tàu trước hay là hàng của chúng tôi xuống tàu trước đi? Thằng Mã nhỏ, mày nói gì có ý gì đây?
Mấy cái việc bán muối tiêu kia chúng tôi đã chán lắm rồi. Bây giờ chúng tôi muốn làm ăn đàng hoàng. Làm ăn đàng hoàng? Làm ăn đàng hoàng? Có người nào thích hợp cho hai người đây hả? Hả? Làm báo? Làm với Nhật Trình. Hai anh em tụi mày học thức đi làm báo hay sao? Đi làm giấy đi cầu thì có. Ở tại khu giàu có bốn cầu tiểu cầu cộng. Để cho hai anh em nó bay mở sạp báo bán đó. Tụi bay bán giấy đi cầu là vừa rồi. Đi 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 đi. Thằng này không muốn làm ăn thì cứ theo tụi nó đi. Hả? Cứ đi theo tụi nó hết đi. Như vậy ông muốn chúng tôi đóng góp bao nhiêu đây ông hãy nói đi. Nè nào. Đợi lúc nào ông ngồi vô cái chỗ khu dầu thêm rồi chúng ta từ từ tính sau nha. Hả? Đi. Mẹ kiếp tụi bay. Ngồi chỗ vậy kiếm tụi bay làm gì chứ? Đừng mà cô. Tao muốn mày làm nói chuyện cho tao. Làm sao cũng được. Nếu mà bắt không được thì kêu tụi nó cho người ra. Ông Nhan à, ông muốn giở trò gì đây? Tôi muốn trong vòng một tuần lễ phải thành một thám trưởng khám phá nhiều vụ án tại Hồng Kông. Tháng này có 12 vụ buôn lậu, 8 vụ ăn cắp xe. 8 vụ à? Đúng vậy. À Đức à, à mày nên nhận vào mấy cái thằng đó. Khi mà tới sở cảnh sát nhận mình là giới anh chị thì được rồi hả? Nhớ đó nha. Được mà, được 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 mà. Ê còn nữa, còn 7 vụ ăn trộm. Nè hãy làm thêm 2 vụ nữa cho tôi. 1 vụ bán thuốc giả, còn 1 vụ là ăn cắp quần áo ha. Đủ chưa? Tạm thời là vậy thôi. Lúc nào cần tôi sẽ báo thêm. Kiếm người giùm tôi đi. Được được được. À, anh Đức à, tổng cộng là 5.200. 5.000 là được rồi. Ờ à, à, vậy thì kiếm người khác đi. Giá chính thức mà. Đếm lại đi. Làm gì có những cặp tình nhân si tình như vậy chứ? Kiếm chuyện không. Trường hợp của tôi bệnh đó hả? Chồng tôi còn mừng nữa là khác. Bà nói gì vậy? Bà nói là dở hát này chỉ gạt người ta. Đàn ông á chỉ đa tình đối với nhân tình của họ mà thôi. Bà ấy còn nói trường hợp của bà ta bị bệnh á, chồng của bà vui mừng đến nỗi mở tiệc mà người ta tới ăn mừng nữa đó. Anh có đồng ý bà nói như vậy hay không? Anh tội nghiệp cho chồng bà. Ở trên đời này người sống dài nhất là mấy con mẹ nhiều chuyện. Nếu mà muốn bà ta chết chắc phải đợi tới già. Cái biện pháp duy nhất là bỏ thuốc độc cho bà chết đi. Anh gian ác lắm đó nhờ. Không phải gian ác đâu, anh ấy chỉ độc ác thôi. Nếu mà để tôi diễn đó hả? Tôi diễn hay hơn nữa đó. Ra ngoài chút. Thiệt là không ngờ có tên cáo già Nhan Hồng. Chưa gì đã bày trận ra ở tại khu dầu mè rồi. Lôi Lạc à, nếu mà ông ấy kêu tất cả những người bán bạch phiến ra để mà làm thịt, thôi thì chúng ta hãy tới các sòng bài hay là các tiệm thuốc kiếm với anh chị để ra mặt nha. Không cần đâu mà. Đánh lộn sao chứ? Nó là một chúng ta làm 20 dĩ à. Nó đã vội vã như vậy kêu mấy thằng máu mình phiến ra mặt à? Anh nghĩ chuyện gì vậy? Anh nghĩ coi, khi mà ông Nhan tới đó làm cảnh sát trưởng chắc chắn là ông ta sẽ đổi khu đó thành bãi tạo lên xuống bạch phiến thôi. Thử nghĩ tới lúc đó thì sao đi.
Tới lúc đó thì Bạch Phiến khỏi cần lên xuống khu tầng dưới, trực tiếp tới khu bế phong đường. Chà, như vậy từ nay khu vực thêm tiền sẽ vô như nước. Lập tức tìm mấy thằng anh em giùm tôi, kêu tụi nó theo dõi sát Nhân Đồng. Hằng ngày mới làm những chuyện gì, gặp mặt những ai, chơi bời với nhỏ nào, tôi muốn biết rõ hết. Tôi sẽ đi ngay. Mẹ à, chữ này là chữ gì vậy? Đó là chữ kiếm. Mẹ à, còn chữ đó là chữ gì? Chữ gì vậy? Chữ đó là chữ quy.60年代雷洛权势滔天，控制全港警务运作，成为最叱咤一时之风云人物，其财富估计超逾5亿。私家檔、飛檔，仲有親戚檔，見一檔冚一檔。如果當我發現有任何警務人員包庇呢檔口嘅話，打佢啊！處長嘅第一步係打算撲滅黃賭毒三害。Mr. Lloyd, I expect you to lead the blitz against these three evils. Are you up to the challenge?可惜啊！如果你稍為有啲正義嘅話，香港早就成為樂土。而家都係樂土，只不過佢女樂嘅國土咁解啫。係糞土，俾你搞到臭氣氛。